đi. Mày hại tao rồi. Kim kê cái gì? Mày là cái con gà rù. Trời ơi. Tức đi. Con gà. Ai lấy tiền đây? Ít rồi. Tiền đây. Ai lấy tiền đây? Tiền. Còn mày, tao đứng em mẹ đưa tiền đâu? À, đó, chung đó. Sao có 5 xu vậy? Ông chủ. Gì? Nó đưa có 5 xu ông chủ. Tụi bay, mày chơi 10 xu. Sao mày trả có 5 xu mày? Có, tôi cực 5 xu trả 5 xu đủ rồi. Hồi nãy mày cược 10 xu. Tao nghe. Đúng rồi. Ôi, mấy thằng ông đội. Mày bán tao, mày bán đứng tao vậy? Tụi bay. Ê, làm trò gì vậy? Nè, ông làm cái gì vậy? Nè. Mày không biết chỗ này là lãnh địa của tao hả? Mày dám tới đây mày ăn quỵt hả? Bây giờ tao không nói nhiều. Mày trả tao 5 xu không? Tôi trả 5 xu rồi, tôi hết tiền rồi. Nè, nhẹ tay được không đâu á? Nếu mày không trả tao 5 xu, tao sẽ làm nhục mày. Ê, nè, ông đừng có làm nhục tôi nha. Mày không trả tao 5 xu thì tao làm nhục mày. Ôi, nhưng mà tôi không có 5 xu, sao tôi đưa ông? Trời, ông chủ có nói không có 5 xu hả? Tụi bay làm nhục nó tụi bay. Ê, nè, trời ơi. Đừng làm vậy. Lớn rồi, đừng. Mày dám ăn quỵt hả mày? Trả tiền cho tôi đi. Mày đưa lại đi. Đi tụi bay. Nè, ông lấy cái quần tôi chi vậy? Trả cái quần cho tôi về nhà coi. Ông ơi, mặc gì tôi về nhà trời. Ông ơi, ông mày đâu rồi? Ông ơi, mày đâu rồi? Trời đất ơi. Ông ơi, ông. Mẹ. Dạ, ghê chưa? Làm sao bị người ta lộn quần vậy? Trời ơi, tao xấu hổ chứ. Trời mày ơi. Thua đá gà rồi phải không? Mẹ ơi, mẹ ra đây chi vậy? Ra đây mấy thằng này bị như vậy nè. Con một cái. Trời ơi, mày cũng biết xấu hổ nè. Mẹ ơi. Trời ơi, mẹ nó nhỏ thôi. Mày đừng có la lớn nữa. Bà con xóm người ta nghe, người ta ra đây con đủ nhục rồi sao mẹ làm nhục con nữa? Mày biết xấu hổ hả? Ôi, mẹ. Thôi, mẹ đừng có đánh con nữa. Mày dám xúc lúa giống nhà mình đi bán. Bà cẩn bà nói với mẹ đó. Mày bán cho bà được 5 xu. Tiền đâu? Con đi làm ăn rồi. Mày làm ăn cái gì? Mày đá gà chứ làm ăn gì? Có, làm ăn rồi đá gà. Làm ăn mai mốt con gỡ lại con trả cho mẹ. Trả 10 xu luôn nha. Lời bà có lời đúng không mẹ? Gỡ trả hả? Mày đá gà mẹ. Mẹ ơi, con bị người ta lộn mà còn gỡ trả được ra. Trời mẹ ơi, rửa ơi. Trời ơi mẹ ơi. Trời ơi bà con ơi, có bốn thằng con mà nó cũng phải lên thân trên đền nữa. Trời ơi, bực. Bà con ơi, chị coi đó, nó lớn như vậy mà nuôi nó cũng không nên thân. Không có ngày nào mà nó không gây đến quà hết. Nhà có bao nhiêu lúa giống nó cũng đem đi bán. Cái nồi cái chảo nó cũng bán hết. Chắc tôi tức mình, tôi chết quá. À, cái vụ mà nó xúc lúa đi bán, rồi cờ bạc đá gà chứ gì. Còn nghe nói lột quần nó phải không? Đó mà thấy ông xấu hổ ghê chưa. Ơi, thanh niên đứa nào mà nó không ham chơi. Đây nè, nó lớn vậy sao chị không kiếm vợ đi? Nó hư hỏng vậy ha, kiếm vợ mai ra nó sẽ tu tỉnh làm ăn á. Bà nói thiệt hả? Cứ vợ là nó sẽ tu tỉnh làm ăn hả? Ừ. Nhưng mà nói như vậy ai chịu lấy nó chứ? Có còn Thắm ở xóm dưới. Tôi thấy nó ra hẹn hò, hai đứa có vẻ thương nhau lắm đó. Chị nói thiệt phải không? Thiệt. Trời ơi, thiệt á, tôi lại ông bà tổ tiên phù hộ nha. Cho con Thắm chịu mà thương lấy nó rồi. Nó thương vợ nó chí tôi làm ăn phải không? Ừ. Trời ơi, tôi cũng vái tổ tiên ông bà đất nước thương cho nó lấy vợ rồi nó chí tôi đó lo làm ăn. Được rồi, đi lẹ lên, đi kiếm Thắm. Đi lẹ lên, đi lẹ lên. Đi, bà đi kiếm con nhỏ ra đi, lẹ lên. Nè, nè đứng lại đó. Nè có đứng lại không? Đưa đây. Em xin mình á, còn có đeo tay à, cho anh giữ lại đi. Có miếng ruộng, chàng cũng bán luôn. Thì thôi hết nói nổi rồi. Nè, còn cái cuối cùng thì nàng đưa đây cho ta.
Nè, đưa đây. Con vợ kia, đưa đây đi. Ta gỡ gạt lại. Ta mua nhiều đôi chứ nè. 10 đôi, 20 đôi. Nhanh lên, đưa đây. Nè, nè đâu rồi? Đưa đây cho ta. Em không có đưa đâu. Còn có đôi bông tai. Thế phải để làm vốn mua bán để nuôi mình nuôi mẹ chứ. Bộ mình muốn trả gia đình cái đói hả? Trời ơi, có con vợ nào mà trả chơi như này không? Đưa đây. Đưa đây. Đôi cuối cùng á, thì ta gỡ. Đừng nào. Ta gỡ lại. Ta mua cho nàng 10 đôi, 20 đôi. Nè. Được không? Được không? Được hả? Không được hả? Trời ơi. Nè. Né hả? Né hả? Cứ đứng đâu đâu. Cái con vợ này. Ôm. Ta bắt được. Ta bóp cổ này. Đứng lại. Mày đứng lại cho mày chạy quậy. Đứng lại. Ôm. Mày đứng lại hả? Trời. Thằng trời đánh cái kia. Nàng ngon lắm. Nàng kêu đồng minh nữa hả? Trời ơi, tao là mẹ mày mà mày còn dám đồng minh hả? Trời ơi, mẹ! Mày đứng lại! Ôi. Mẹ ơi! Con mới là con của mẹ nè! Mẹ kêu con vợ con đưa cái bông tai đây! Con gỡ cho! Mày đứng lại! Con mua! Mua lại nhà cho mẹ! Con mua lại nhà cho mẹ! Mẹ đừng có dí vào mẹ con mệt đó! Mẹ! Mẹ nói con vợ con đưa đôi bông tai đây cho con đi gỡ! Đưa đôi bông tai con gỡ! Mày gỡ hả? Mày gỡ cái gì? Nhà cửa mày cũng bán hết, ruộng vườn cũng mất hết. Bộ mày muốn cải nhà này đi ăn xin hả? Trời ơi! Mẹ, có đôi bông tai à? Sáng giờ anh dí con, anh kêu con đưa mà con không chịu đưa á. Thì mày đưa đây, không muốn đi ăn xin thì đưa đây. Con đi gỡ, con mua cho mẹ 10 căn nhà, nhiều ruộng vườn. Tại sao mẹ chết Phật nhà rồi đi? Trời ơi mẹ mày ơi! Mày bảo hoài nhà tới bao giờ vậy hả? Sao mẹ làm mẹ hoài con rác tai luôn đó? Ruộng vườn mất hết à? Thôi con rác lộ tai lắm. Con đi đây. Thằng trời đây. Mẹ ơi, bây giờ con biết làm gì bây giờ hả mẹ? Mẹ xin lỗi con nha. Tại vì mẹ không biết dạy nó, cho nên nó báo hại con như vậy. Mẹ đừng có nói như vậy mà. Tại sao mà số hai mẹ con mình khổ như vậy chứ? Ông trời ơi, ngó xuống mà coi nè. Cái nhà nạn à, nghèo vô nghèo mạt lên, bói không ra một xu. Lấy cái gì mà gỡ gạt? Có gì bán được không? Hả? Thôi ngủ. Gì trong đó vậy? Nhờ nó nghe nè. Kêu gì giờ này ngủ? Vậy gái ngủ kêu gì hoài á? Ê. Giờ này mà còn ngủ nữa. Bữa nay á nhà lão bá đánh lớn, qua gỡ đi. Lấy gì gỡ? Lấy cái mạng này bán đi gỡ được không? Tùy ông mà. Bữa nay á đánh lớn lắm đó mà đang thiếu tay. Ngày mai á là ông lão bá ông đi xa rồi đó. Không qua gỡ á, mai mốt kiếm sòng gỡ là không có đâu á. Qua đi. Tức thiệt á. Thôi, tôi đi trước đây. Ông đó mà lo tức đi. Đằng nào cũng thua nhiều quá rồi. Phải gỡ gạt lại chứ. Trời ơi, nhưng mà lấy cái gì mà gỡ? Hỏi tiền thì kêu không có. À không, nhớ rồi. Lúc tức giận mẹ có nói với mình là dù có chết cũng không cần mình chôn. Đúng rồi, chết mà không cần chôn tức là phải có tiền để dành. À, tính giấu thằng này đúng không? Giấu hả? Coi giấu được không?
tôi sẽ đi kiếm ra cho bà coi. Bà giấu ở đâu vậy? Thiệt, cái nhà với cái lỗ mũi giấu ở đâu giờ? Làm sao mà qua mặt được ta? Ý, có tiền gỡ rồi. Tiền ơi là tiền. Ta sẽ qua liền. Trời đất ơi, tôi không hoài vậy trời. Ơi, à, tới ơi. Tới đây. Trời ơi, những đồng cuối cùng. Đây, bây giờ là trận tiếp theo, là giữa con Hoàng Kê và con Nhạn Kê. Đặt tiền. Trời ơi. Tôi đặt kim kê á. Đặt ở làng chủ. Bao nhiêu tiền bà? Có chơi không? Tôi thua hết rồi, dân tự bán nhà, tôi cầm cố cho mấy ông hết rồi. Nè, mày không chơi thì mày đi ra ngoài để cho người khác chơi. Đi đi. Ê, ông chủ, ông chủ. Ông chủ, ông chủ. Ông chủ. À, gì? Ông cho tôi dây đi. Mày dây bao nhiêu? Dạ, dạ, dạ. 20 lượng. Nè, mày dây á, rồi mày lấy cái gì mày trả? Nó bây giờ á, chỉ còn cái mảng cùi thôi ông chủ. Nó hết tiền rồi. À. Cái mảng, tôi lấy cái mảng này, tôi dây 20 lượng. Tôi thấy cái mảng tôi. Ha. Cái thằng này, mày chịu chơi ha. Mày muốn vay 20 lượng chứ gì, đúng không? Đúng, đúng, đúng. Nhưng mày nên nhớ, nếu mày vay 20 lượng mà không có tiền trả là mày sẽ bị chặt tay. Hoặc giả là gán vợ mày cho tao. Chịu không? Tôi chấp nhận, tôi mượn 20 quan, tôi đặt 20 quan luôn. Văn tự. Mình sẽ thắng, lần này tôi sẽ thắng. Vô. Nhưng nhớ nghe chưa, nếu không trả tiền lại cho tao thì một, mày sẽ bị chặt tay. Hai là mày phải gán vợ mày cho tao. Nhớ nghe chưa? Đó. Mày đặt món gì? Hoàng Kê. Tôi đặt Hoàng Kê. Hoàng Kê. Được. Hoàng Kê. Mày nhà vô 20 quan. Cổ lên. Vô. Vô. Cổ lên. Cổ lên. Cổ lên. Hoàng Kê. Cổ lên. Cổ lên. Cổ lên. Hoàng Kê. Hoàng Kê. Hoàng Kê. Hoàng Kê. Hoàng Kê. Hoàng Kê. Hoàng Kê, Hoàng Kê. Thua. Thua. Chú ơi, chú. Chú. Anh Út bị lão Bá bắt rồi chú ơi. Đừng, tôi xin ông tha cho tôi có đường sống đi, đừng chặt tay tôi mà. Có sức chơi thì có sức chịu mày, tao đã nói với mày rồi, ha, nếu như mày không có tiền trả tao thì phải bị chặt tay. Hơn nữa, mày đã điềm chỉ vô cái văn tự này rồi, tụi bay, chặt tay. Đừng mà. Mình ơi, có chuyện gì vậy? Tôi xin ông. Tôi xin mấy ông tha cho chồng tôi đi. Mẹ kêu gọi cho mẹ ơi. Tha cho chồng tôi đi. À, cô gái này là vợ của nó hả? Dạ. Còn bà là mẹ của nó phải không? Dạ đúng rồi, tôi là mẹ của nó đó.
Vậy là hai người định chuộc nó hả? Vậy có đủ 30 lạng bạc không? 30 lạng? Ừ. Tôi mượn ông có 20 lạng mà. 20 lượng là ngoài kia mày. 20 lượng vô đây là thành 30 lượng tính luôn tiền gốc và tiền lời. Trời ơi, tiền ở đâu nhiều quá vậy con? Tôi làm gì có tiền không? Tôi xin ông. Tôi xin ông tha cho chồng tôi đi. Sao? Bây giờ không có tiền trả phải không? Tụi bay chặt tay. Tôi xin ông. Tôi xin ông mà. Tôi sẽ làm trâu làm ngựa gán nợ cho ông. Tôi xin mà, tôi xin mà. Đừng có chặt tay con tôi mà. Khoan. Nè, cô em nói sao? Như vậy là cô em định chuộc chồng của em chứ gì? Phải không? Dạ không được đâu ông ơi. Không được đâu. Cái gì? Tôi xin ông mà. Tôi xin ông. Không có được đâu, không được đâu. Nó là con dâu của tôi đó. Nó không thể gán nợ cho ông được đâu. Tôi xin ông đó. Nếu vậy thì tụi bay chặt tay. Không được đâu. Cứu tôi với. Mày ơi. Tôi đồng ý mà. Như vậy là cô đồng ý rồi. Tụi bay thả thằng chồng ra, bắt con vợ lại. Mình ơi. Tôi ai mình rồi mình ơi. Chị có gì ăn cho tôi xin đi chị. Chị à, có gì cho em xin chứ chị. Chị à, chị có gì cho em ăn đỡ đói đi chị. Tôi có gì, tôi có mấy trái chuối tôi cho chị. Ủa, mà con chị đâu mà để cho chị đi xin vậy vậy? Con cái thiệt là tệ nha. Thôi ráng đi nha chị. Tôi đi nha. Mày á ha, ham mê cờ bạc á, bán mày cho tao á, tao mua về làm con chuyền mà, tao phải đứng á, mày đứng mày mỏi mệt mày đấm lưng đâu, đi vô, gánh lẹ lên, lẹ lên, gánh vô đi. Ngày hôm nay á, sáng hôm nay á, gánh đủ 50 đôi nha, đồ làm biếng, lẹ lên.
Mẹ ơi, mẹ tha lỗi cho con. Thắm ơi, mình tha lỗi cho tôi đi. Kiếp này tôi sai rồi. Tôi thật là một thằng súc sinh. Tôi không bằng con chó con gà nữa. Tôi hẹn hai người kiếp sau tôi sẽ đền đáp cho hai người. Hẹn kiếp sau, kiếp sau tôi sẽ đền đáp cho hai người. Ông lại, tại sao lại cứu con? Ngươi không cần biết ta lại, hãy cho ta biết ngươi có thật tâm ăn năn hối cải vì những gì mà ngươi đã gây ra với gia đình của mình. Ngươi đã thấy quả báo nhãn tiền chưa? Ông không phải là người trần mắt thịt. Ông Tiên ơi, xin lỗi, con biết lỗi của mình rồi. Con đã làm tán gia bại sản chỉ vì mê đá gà thôi. Con đã mất tất cả rồi. Tại vì con mà mẹ con đi ăn mày. Vợ con thì đi ở đỡ với người ta. Ông ơi, ông cứu họ đi ông ơi. Ngươi có thật ăn năn hối cải hay không? Dạ, con ăn năn hối lỗi rồi ông ơi. Con xin chừa. Con xin thề, xin ông ơi. Ông hãy làm phép cứu con đi ông ơi. Vậy ngươi có dám thề độc không? Dạ, con xin thề, con mà tái phạm nữa thì con không khác nào là súc sinh. Ông ơi, ông cứu mẹ con, cứu vợ con đi ông. Ta sẽ ghi nhận lời thề của ngươi. Chẳng qua ta thấy thương người vô tội vì ngươi mà phải chịu cảnh cơ cực nên mới động lòng trắc ẩn. Được, ta sẽ cho ngươi một cơ hội. Dạ, đã tạ ông. Và cũng là cơ hội duy nhất để ngươi thay đổi con người mình mà tu tâm dưỡng tánh. Nếu ngươi tái phạm, tức khắc ngươi sẽ trở thành con gà, suốt đời sẽ đi bươi móc tự kiếm cái ăn. Ngươi hiểu chưa? Con gà. Phải rồi, con đam mê đá gà thì con sai phạm con sẽ biến thành con gà. Dạ ông ơi, con hiểu rồi. Giờ xin ông hãy cứu mẹ con, cứu vợ con đi ông. Cứu mẹ con, cứu vợ con đi ông. Con xin hứa. Vậy là mơ thôi hả? Nhà mình vẫn còn đây mà. Mẹ. Mình ơi. Mình. Dữ không? Dữ vậy rồi đó hả? Ủa gì mà mê man quá à? Mình. Mình về rồi đó hả? Còn mẹ. Mẹ đâu rồi? Mẹ ơi. Mình. Mẹ hết đi ăn xin rồi đúng không mình? Mình nói cái gì vậy? Ai đi ăn xin? Con mình. Mình không còn đi ở đỡ nữa đúng không? Mình ơi, tôi xin lỗi mình nha. Tôi sẽ không làm như vậy nữa. Mình nói cái gì vậy? Ngủ 2 ngày 2 đêm vậy rồi nói sảng đúng không? Cái gì? Ngủ 2 ngày 2 đêm? Thằng này. Mẹ. Bộ mày trên trời rớt xuống sao mà ăn nói lung tung vậy? Dạ, không có gì hết mẹ. Như vậy là ông Tiên đang thử lòng mình, cho mình nằm mơ thấy được cái hậu quả nghiêm trọng để mình biết sợ mà sửa đổi. Chỉ là mơ thôi, may quá. Mình hả? Tỉnh chưa? Nè, con nói gì vậy? Cái gì may quá rồi cái gì sửa đổi vậy? Dạ, không có gì hết mẹ. Mẹ ơi, con hứa với mẹ kể từ nay con không chơi bời nữa. Con sẽ tu chí làm ăn. Có thiệt không đó? Dạ thiệt. Mình nói thiệt hả? Nói là phải làm đó nha. Tôi nói thiệt mà. Nếu mà tôi nói không làm á
Tôi sẽ biến thành con gà. Tôi thề độc nè. Thôi, đừng thề. Như vậy là con đã quyết tâm rồi phải không? Con thấy nhà cửa mình á sa sút lụng bại nên con đã quyết tâm sửa đổi rồi phải không? Đúng là vậy mẹ. Con phải tu chí thôi mẹ ơi. Ê, Út ơi. Tốn lắm đó. Út. Đi Út. Đông đủ nhà lỗ tài rồi kìa. Lẹ đi. Mình đừng có đi. Tôi biết rồi. Tôi không đi đâu. Mấy anh chơi đi. Một tủ cho mày, mày dám đủ đây con tao hả? Nó mặc danh. Mình không đi với tụi nó, em mừng lắm. Tôi đã hứa với mình rồi mà. Nếu không á, tôi biến thành con gà hay sao? Con à, đúng đó con à. Chắc là trời cao có mắt á. Tổ tiên ông bà đã xui khí cho nó thành người tốt á. Bây giờ mẹ đi chợ á, mẹ sắm đồ, rồi làm mâm cơm á, cúng tạ ơn tổ tiên ông bà nha. Mẹ, con đi với mẹ. Mình à, mình vô coi giùm em nồi cơm nha. Nhớ kiếm cái gì ăn, em về liền ha. Ta biết rồi. Lẹ lẹ lên đi con. Ở nhà con nhà nghe chưa? Dạ. Không đi nha. Dạ. Lạ thiệt. Chỉ là giấc mơ thôi. Sao mình nhớ mồn một như thiệt. Trong giấc mơ mình nhớ là mình lấy tiền của mẹ giấu trong cái ống nhang đó. Hả? Mơ luôn. Chẳng lẽ niềm được ứng thiệt sao? Cứ nằm mơ mà có tiền, khỏi cần làm gì hết trơn. Vậy hả? Lão ba đó, làm bỏ ghét. Trời ơi, bữa giờ á, lão ăn hết tiền của tụi mình biết bao nhiêu rồi cho nói. Mà tính sơ sơ là cả trăm lạng bạc rồi đó. Vậy hả? Lão bá đáng ghét, lão đang gặp vận đen. Ừ. Bữa nay á, tôi mà có tiền, tôi quay lên ăn hết của lão cho bỏ ghét. Mấy Quỳnh đã nói gì ta? Lão bá đang gặp vận đen, mà từ trước đến giờ mình thua ổng quá trời nhiều tiền luôn. Vậy xong nhân cơ hội này mình gỡ gạt lại. Đúng rồi, cái tiền này á là giấc mơ đã chỉ cho mình. Đúng rồi, trong giấc mơ mình thua tiền á là vì mình không đặt cược vô gà của ông bá. Bây giờ còn cách đặt cược vô gà ông bá chắc chắn thắng. Dạ, con cảm ơn ông bà. Cảm ơn bà đã phù hộ cho con, để cho con có tiền này. Bây giờ con đi chơi đá gà. Con hứa con chơi lần này thôi, con thắng lấy lời, lấy lãi lại, lấy vốn lại luôn. Con kiếm thêm chút lãi nữa rồi con nghỉ. Một lần thôi. Cảm ơn bà. Ông bà phù hộ cho con chiến thắng nha. Đi liền. Trận đấu tiếp theo là giữa con Hoàng Kê và con Nhạn Kê. Đặt tiền. Ông Bảy đặt bao nhiêu? 5 lượng. Cả thằng Út bao nhiêu? 3 lượng. Rồi, bà chú Sáu đặt bao nhiêu? 2 lượng. Bà có luôn. Ê, chờ tôi với. Kịp lúc hả? Tôi đặt với. Mày định đặt bao nhiêu? Tôi hả? Đặt hết số tiền này. À không. Ông chủ. Cái gì? Cho tôi vay thêm 20 lượng đi. Mày gan hả? Bữa nay mày dám chơi lớn hả mày? Nhầm nhỏ gì. Nè, ông dám chơi tôi không? Mày đặt con gì? Trong giấc mơ mình đặt ngược lại với ông. Con Nhạn Kê sẽ thắng.
Mày nên nhớ, con hoàng kê của tao là bách chiến bách thắng nha mày. À, tôi đặt nhạn kê. Nè, nhưng mà cái điều này nè, nếu mày không trả tiền lại tao thì một là chặt tay, còn hai là phải gán vợ mày cho tao. Chơi không? Nghĩ đi. Trong giấc mơ chắc chắn mày thắng. Chơi không? Yên tâm đi, con nhạn kê chắc chắn thắng. À, chơi luôn. À, tụi bay chơi luôn. Nè, nghe 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 tao đi, nghe tao đi. Nhạn kê thắng. Đúng đúng. Cháu, tôi 5 lạng nhạn kê nha. 3 lạng nha. Nhớ nghe. Nếu để khỏi nhắc. Thua chặt tay, gán vợ. Đúng không? Nhớ quá. Điểm chỉ thôi gì? Điểm chỉ. Chồng. Tiền. Tôi đặt nhạn kê hết số tiền này. Nhạn kê. Rồi, ăn chơi đi, con đi, chung. Chơi đi. Vậy là hai người định chuộc nó hả? Vậy có đủ 30 lạng bạc không? 30 lạng? Ừ. Tôi mượn ông có 20 lạng mà. 20 lượng là ngoài kia mày. 20 lượng vô đây là thành 30 lượng tính luôn tiền gốc và tiền lời. Trời ơi, tiền ở đâu nhiều quá vậy con? Tôi làm gì có tiền không? Tôi xin ông. Tôi xin ông tha cho chồng tôi đi. Sao? Bây giờ không có tiền trả phải không? Tụi bay chặt tay. Tôi xin ông mà. Tôi sẽ làm trâu làm ngựa gán nợ cho ông. Tôi xin mà, đừng có chặt tay con tôi mà. Khoan. Nè, cô em nói sao? Như vậy là cô em định chuộc chồng của em chứ gì? Phải không? Dạ không được đâu ông ơi, không được đâu. Cái gì? Tôi xin ông. Không được đâu. Nó là con dâu của tôi đó. Nó không thể gán nợ cho ông được đâu. Tôi xin ông đó. Nếu vậy thì tụi bay chặt tay. Không được đâu. Mày đây. Tôi đồng ý mà. Như vậy là cô đồng ý rồi. Tụi bay thả thằng chồng ra, bắt con vợ lại. Mình ơi. Tôi ai mình rồi mình ơi. Mày thấy chưa? Mày bất nhân lắm. Mày thật lắm. Giờ mày mà mày cũng đi ghét cho người ta nữa. Đến cái nhà của mình người ta xin nợ rồi. Mẹ mày mai mốt sẽ ra đường đi ăn xin cho coi. Mày ác lắm. Đây là mơ hay thật?
Là thật sao? Trời ơi, mình đã gây ra thảm cảnh không thể nào tha thứ rồi. Tại sao giấc mơ là báo trước như vậy mà tôi không cảnh tỉnh chứ? Trời ơi, trời ơi. Cho tôi đi chị, để cho tôi sống qua ngày đi chị. Tôi xin chị đó chị. Có không chị? Chị à, chị có gì ăn cho tôi đi chị, để tôi sống qua ngày. Tôi xin chị đó. Đi chị. Anh à, anh cho tôi đi anh. Có gì không anh? Để tôi sống qua ngày, tôi xin chị đó. Con à con, con ráng ăn vậy, con ráng ăn đi con à. Nha con, ăn nó cho có sức khỏe. Chuyện nó đã lỡ rồi, con có đau buồn cũng không cứu vãn được đâu. Bây giờ con phải ráng ăn để cho có sức khỏe, rồi mau đi làm kiếm tiền chuộc vợ con về, vợ chồng sum họp nha con. Nghe lời mẹ ráng ăn đi. Con đã gây ra tai họa tày trời. Ráng ăn đi con. Con không muốn sống nữa mẹ. Mày nói bậy con mà. Mày chết rồi á, mày bỏ mẹ mày hay với vợ mày cho ai chứ? Ăn, phải ăn. Con sao vậy? Hai con. Hả? Con sao vậy? Con sao vậy con? Hả? Hả? Hai cái chân của con á biến thành hai cái chân gà vậy. Sao kỳ cục vậy con? Chân con. Chân. Sao kỳ vậy? Chân con. Sao lại thấy anh ở cái chân gà? Sao vậy con? Mẹ ơi.
tôi. Mẹ ơi, mẹ ơi, con cứu con, cứu con. Út à, con tôi. Tại sao lại như vậy hả? Tại sao lại biến thành một con gà vậy? Con à, con à, con à, út à, con. Ta sẽ ghi nhận lời thề của ngươi. Chẳng qua ta thấy thương người vô tội vì ngươi mà phải chịu cảnh cơ cực nên mới động lòng chắc ẩn. Được, ta sẽ cho ngươi một cơ hội, và cũng là cơ hội duy nhất để ngươi thay đổi con người mình mà tu tâm dưỡng tánh. Nếu ngươi tái phạm, tức khắc ngươi sẽ trở thành con gà, suốt đời sẽ đi bươi móc tự kiếm cái ăn. Ngươi hiểu chưa? Con gà. Phải rồi, nếu con còn mê chơi đá gà nữa, con sẽ biến thành con gà. Mẹ ơi, trời ơi, con bị trừng phạt rồi mẹ ơi. Trời ơi, tại sao lại bị trừng phạt? Ai trừng phạt con tôi? Bố là nước ơi, cứu con tôi với. Bố là nước ơi, cứu con tôi với. Chuyện gì vậy? Con tôi biến thành con gà rồi. Ê, yêu quái. Yêu quái. Không phải, không phải yêu quái. Nó là thằng Út con trai của tôi đó, chứ không phải là yêu quái. Thằng Út con trai bả? Bà con ơi, thằng Út biến thành con gà rồi. Chị nói là yêu quái đó. Không phải, yêu quái. Đuổi nó đi bà con ơi. Không, không phải, không phải là yêu quái. Đi đi, đi đi. Đi con. Không, tôi không phải là yêu quái. Mẹ ơi, con bị trừng phạt rồi. Con bị trừng phạt rồi. Mẹ bỏ mặc kệ con đi. Mẹ mặc kệ con đi mẹ ơi. Mẹ ơi. Tôi có lỗi với mình nhiều lắm. Mình ráng chịu đựng chờ tôi. Bằng mọi giá tôi sẽ chuộc mình ra khỏi chỗ này. Mẹ ơi, có tìm được chuối cho mẹ rồi nè. Mẹ ơi, đừng ngồi dậy ăn miếng chuối đi mẹ. Mẹ, con bắt chuối cho mẹ nè. Mẹ, mẹ ơi. Mẹ ơi. Mẹ. Mẹ ơi. Mẹ. Mẹ sao vậy mẹ? Mẹ. Mẹ ơi. Mẹ. Mẹ ơi mẹ. Mẹ ơi. Mẹ ơi. Mẹ ơi. Mẹ tỉnh lại đi mẹ ơi. Mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con mà mẹ. Mẹ ơi, mẹ ơi. Mẹ ơi. Mẹ ơi. Con bất hiếu chưa phụng dưỡng được mẹ ngày nào, lại đẩy mẹ đến chỗ qua đời trong tuổi cực như vậy. Thiệt là con không đáng sống nữa. Nhưng vì những lời mẹ dạy dỗ khuyên răn con mà con phải ráng sống sao cho ra sống, để mẹ yên lòng nơi chính suối. Tuy là bây giờ con mang lốt con vật,
Nhưng con sẽ không bỏ cuộc. Con sẽ làm tất cả để chuộc lỗi lầm mà mình đã gây ra mẹ à. Mẹ, mẹ hãy tin con và phù hộ cho con nghe mẹ. Sau khi mẹ chết, Út vô cùng ăn năn hối hận về những việc mình đã gây ra. Để chuộc lại lỗi lầm, anh quyết tâm làm lụng Dương lên bằng chính sức lao động của mình. Trong hình dạng con gà, Út chăm chỉ phát quang ruộng đất để trồng trọt, tích góp củ cải, mong có đủ tiền chuộc lại vợ. Và giờ Út biết ăn năn hối cải, cho nên lời thầy cũng được hóa giải. Ta lại trở lại thành người rồi sao? Như vậy là ta đã chuộc được lỗi lầm, nên được ơn trên tha thứ. Ông Tiên ơi, ông ở đâu vậy? Con xin đổi ơn ông, ngàn lần cảm ơn ông. Nhờ ông đã giúp con thoát khỏi mê muội và con đã biến thành người lại rồi. Ông Tiên ơi, ông Tiên, ông ở đâu vậy? Ông Tiên ơi, ông ở đâu vậy? Ta đây. Tiên ông, con đã trở lại thành người rồi. Tốt, tốt lắm. Ta hài lòng vì thấy con biết phục thiện, đã biết sửa đổi những gì sai lầm trước đây mà mình đã làm và cố gắng lao động để trở thành người có ích. Nay ta giải lời nguyền cho con để con trở lại kiếp người. Con đổi ơn Tiên ông, đổi ơn ông. Nhưng mà con chỉ quá hối tiếc vì mẹ con không còn để có thể chứng kiến được ngày này. Âu cũng là số kiếp. Nơi chính suối, mẹ con vẫn dõi theo con. Bà sẽ được ngậm cười và siêu thoát. Trong lốt gà mà chính tay con đã làm ra được chừng này tài sản, quả thật rất đáng khâm phục. Mau đi chuộc vợ con về. Dạ, dạ, con xin nghe lời ông. Con sẽ đi liền. Con đa tạ ông Tiên. Đa tạ ông. Ta đi đây. Dạ. Con đa tạ ông Tiên. Ta phải đi chuộc mình. Mình ơi, mình ơi, mình ơi. Ai? Ai muốn chuộc con Thắm? Ai vậy? Là ta. Ngài là... Trời, thằng Út đây mà. Tao tưởng mày chết bờ bít bụi đâu rồi chứ. Mà Tiên đây. Vợ tôi đâu? Bà làm sao đó mà mẹ giàu dữ vậy? Trời ơi, vàng rồi nhiều quá, mày giàu cái gì Út? Mày chụp con Thắm phải không? Mày chờ tao nghe, chờ tao kêu vợ mày ra. Thắm, 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 Thắm. Ra đây, ra đây. Ra đi, mày coi nè, mày có ai, có ai kiếm mày nè. Ra đây. Có ai chụp mày đó. Nè, tao giao vợ mày cho mày đó, dắt nó về đi nghe.
Mình. Mình. Em tin là mình sẽ tìm về em mà. Mình. Mình. Ta xin lỗi. Ta đã để mình chờ đợi quá lâu. Mình à, từ đây trở về sau, hai vợ chồng mình mãi mãi ở bên nhau, không lìa xa nhau nữa nha mình. Ta hứa, ta sẽ không vào phạm lại lỗi lầm trước kia nữa. Bài bạc là con quỷ đã chia cắt gia đình ta. Bây giờ ta đã tìm lại chính bản thân mình, nhờ vào giá trị lao động thật sự rồi mình à. Em tin vợ chồng mình sẽ hạnh phúc. Mình đi về nhà của chúng ta đi. Về nhà đi mình. Đi mình. Đi mình. Ông Thanh, ông Thanh. Bà lộ bán Minh Tiết. Ê, ê, ê. Tao gọi tao nói gặp ông á, tôi mừng gần chết hèn. À, mừng hả? Thôi cảm ơn. Hôm nay tôi ăn no rồi, tôi muốn ăn bánh tét quá. Bánh tét bà đâu nha, tôi về nha. Ê, ê. Tôi đâu có mời ông mua bánh tét đâu. Tao gọi tôi có cái chuyện này nó quan trọng gần chết, tôi muốn kể cho ông nghe. Thôi kể gì, bây giờ tôi mới rồi thu hoạch rồi. Trong rừng nè, thích ăn thịt rừng không? Cắt miếng cho bà ăn nha. Thôi tôi đi nha. Không có phải ăn thịt rừng mà muốn kể cho ông nghe một câu chuyện. Thôi chuyện gì bữa khác kể đi, tôi bận lắm tôi về. Hey, trời ơi sao mà ông ham đi quá hèn. Trời ơi, tôi nói ông nghe. Ông muốn nghe, ông phải để ý cái thằng Tí Anh, con nhà ông muốn nghe. Sao? Tí Anh hả? Ông, nó làm cái gì? Nó làm phiền đến hàng xóm hay làm phiền tới bà? Rồi bà kêu tôi để ý. Trời ơi không có á, thằng nhỏ nó ngoan gần chết vậy hèn. Ý tôi muốn nói để ý ở đây có nghĩa là ông phải quan tâm nó, theo dõi nó, coi nó có cái chuyện gì nó muốn tâm sự với ông không, nó muốn kể cho thôi, ông nghe. Thôi thôi bà không? Ơi, bởi vì đúng thiệt á. Thôi được, con tôi thì tôi quan tâm, muốn vui buồn tôi biết chứ. Tự nhiên từ chuyện quan trọng là chuyện vậy hả? Thôi được rồi, tôi về đi bà. Ê, trời ơi, ông sao mà ham đi quá hèn. Ý tôi nói vậy nè. Cái sao? Bà Mận á, bà Mận mà vợ ông á, bà đúng là cái một mụ gì ghẻ ác độc nhất trần gian. Bởi vì tôi nói thiệt á, nguyên cái làng này á, ai không biết cái tên của bà lụa bán bánh tét bánh nít này. Trời ơi, cái miệng bà, bởi vì chuyện nhỏ xé ra to, còn chuyện không có thành có. Thôi được rồi, tôi cảm ơn bà. Tôi nói cho bà nghe nha, tuy là thằng Tí Anh nó không phải là con ruột của vợ tôi, nhưng mà tôi thấy sống trong nhà đó, vợ tôi thương nó như là con ruột vậy đó. Bây tôi biết rồi, bà ác cảm với vợ tôi phải không? Bà nói xấu phải không? Thôi tôi hiểu rồi, thôi đi nè. Thấy chưa, thấy chưa, bởi vì tôi nói mà. Tôi biết thế nào mà tôi kể cho ông nghe, ông cũng nghi ngờ tôi là à, ta gọi bà ganh tị ha, bà ghen ghét rồi bà đặt điều vợ tôi. Không hề nha, không hề nha. Trời ơi, tôi tức quá, để tôi bỏ xuống tôi kể cho ông nghe. Cái chuyện này là sự thiệt hen hen. Tôi nói là ta tới chuyện này là trời đất nè ha. Biết nè hen, tôi không có đặt điều đặt chuyện gì cho ông chọi á. Nói tóm lại bây giờ nói gắn gọn thì sao? Trời ơi, thằng nhỏ còn nhỏ xíu vậy hen. Mà ta nói chuyện lớn, chuyện bé gì trong nhà bà cũng bắt nhỏ làm hết trơn hết trọi. Hen. Làm mà không xong á, mà hư chuyện á, bà phạt thằng nhỏ gần chết. Hen. Đó, hôm bữa chính mắt tôi thấy rõ ràng nha. Không biết bà sai nhỏ mần cái chuyện gì mà không có nên. Hen. Cái bà phạt nhỏ, chua nắng chang chang vậy á. Bà kêu thằng nhỏ là ra giữa ngoài sân quỳ gối nguyên một buổi trời nắng vậy á. Ông coi được không? Còn chuyện chi xa hen. Bữa nè,
tôi cho nhỏ cái bánh tét. Tôi nói á, con phải ngồi ở ngoài đường, con ăn cho hết cái bánh tét rồi con mới về nha. Vậy mà nó không chịu nghe tôi. Nó cầm cái bánh tét nó chạy về nhà. Mới bước vô nhà, bà vợ ông giật một cái phát, đưa cho thằng Tèo em ăn. Ông thấy tức không? Đó, tôi cho nó không dám ăn gì á. Bà vợ ông giật cho thằng kia ăn. Tôi bức xúc quá rồi tôi muốn nói. Chứ không phải là tôi nhiều chuyện, tôi đặt điều gì trơn trọi hen. Còn ông á, ông làm cha hen, ông phải coi như thế nào á, là cho thằng Tí Anh hen hen. Để vậy tội nghiệp nó chứ, nó mất mẹ rồi bây giờ hả? Còn cha cũng như không vậy hen. Thôi được rồi. Tôi cảm ơn bà Lụa. Nha. Cái chuyện bà nói vừa rồi á, để tôi về tôi xem lại nha. Cảm ơn bà Lụa. Ông Thịnh. Tào Quân. Ông nói vậy là ông tin mình hay không tin ta? Cái chuyện này mình nói thiệt mà ổng nói là mình đặt điều bật bội hèn. Ăn miếng còn ngon lắm. Ngon quá. Đi ăn ngon lắm nè. Ăn miếng nhà ăn nè. Bánh ngon quá. Đi ăn miếng mẹ thương. Ăn quý thôi. Ngon ha. Từ từ ăn thôi, cái chừng nghẹn nha. Ăn từ từ nha con. Ăn đi mà, ăn miếng nữa, ngon lắm. Ăn miếng rồi, muốn ăn cái gì sẽ làm cho ăn, ha. Nha. Ăn nữa. Nha, ăn nữa, từ từ thôi, chừng nghẹn, từ từ thôi nha. Rồi đó, ngon không? Vậy ngon. Vậy mới được chứ. Con ăn nữa ha. Ngon hơn đi. Rồi, đó, cho con thêm nữa nè. Đó. Ăn đi. Ngon. Ngon quá. Thôi đi quét xong đi. Đứng đó giờ làm gì? Ăn đứng ngó bị kỳ cục. Dạ. Đâu. Ăn con. Ăn ngon mẹ thương nha. Thôi. Ngon mà nữa đâu. Hay mẹ cho con ra ngoài chơi với bọn người ta nha. Đi đi con. Con dạ, đúng rồi, trời ăn đi con. Dạ. Ăn nhiều nhiều nha. Mẹ ơi, cha về, cha về. Cha mang miếng bịch tới chà bá luôn á. Vậy hả, cha về hả? Dạ. Con chạy ra đón cha đi, rồi mẹ chạy ra liền nha. Dạ. Đi. Dạ. Vô biểu coi. Dạ, gì kêu con. Vô đây biểu coi. Được cái chỗ đây. Ngồi xuống đây. Dạ. Ngồi đây. Nè. Về cho bánh này ăn đi. Dạ. Thì ăn lẹ đi. Còn giờ mình thèm mình cứ ăn gì đó. Ăn được thì ăn đi. Đó ăn đi. Dạ. Rồi từ từ thôi. Chừng mắc kẹt nha. Khoan ăn. Dạ. Hết nha. Từ từ nha. Mình về hết mình. Đây ba. Mình mệt không? Vô sao? Nhà đi. Em rót nước trà cho mình uống nha. Thật hỏi nè. Hôm nay tôi nói bà nha, tôi đi săn á, thu hoạch nhiều lắm. Dạ. Bây giờ bà ra ngoài sau xẻ thịt ra, đãi cả xóm làng ăn lấy thảo nha. Dạ. Đi đi. Dạ. Dạ. Con cầm cho da này luôn. Dạ. Rồi, đi mình. Đi. Nặng không? Dạ. Cha về. Đi anh. Cha ăn cái này đi cha. Ăn đi. Dạ thôi con ăn no rồi. Dạ. Ta đi rừng mệt quá chả đói bụng. Dạ. Có ăn không? Dạ con ăn no rồi. No rồi ha? Dạ. Có ngon không cha? Ngon, ngon lắm. Dạ. Ngon quá. Cha mệt lắm hả cha? Mệt. Nhưng mà ăn bánh của con đưa cho Giang á, cha hết mệt luôn rồi. Dạ. Vậy cha đây nghỉ đi. Để con ra con quét sân vườn cái. Cái gì? Con làm gì? Hả? Ngồi xuống. Ngồi xuống. Trời. Trời. Dạ. Nói chả biết rồi. Ai đánh con vậy? Sao hai cánh tay của con còn là thẻ không gì? Bầm tím hết rồi. Ai đánh? Dạ không có ai đánh hết. Con chạy dở ngoài xuống giường con té. Cô nói dốc. Nói thật cha biết rồi. Ai đánh con? Ai đánh? Có phải dì đánh con không? Dạ. Phải không? Tại sao? Dạ. Tại dì không có thương con.
Dì có thương Tèo em thôi. Dì cứ phạt con hoài à. Dì không có cho con ăn. Nãy thấy cha về, dì mới cho con có miếng bánh à. Cho con một miếng bánh thôi, vậy là con nhịn đói từ sáng giờ đó hả? Tại sao con không ăn lại con đưa cha ăn? Con thấy cha đói. Dì, từ xưa giờ cha cứ nghĩ là dì thương con như là con ruột vậy đó, mà bây giờ lại hành hạ con, đánh đập con. Đi, đi cha, ra gặp dì, hỏi vô ra chuyện này. Tại sao, đánh con? Đi đi cha. Cha đừng có hỏi gì, cha mà hỏi gì. Dì nói con mét là dì quýnh con mỗi lúc cha đi săn. Dì là ba Lụa nói đúng rồi. Thương con tôi quá. Dạo này á, cha thấy con á lấm lét, sợ sệt, thôi ít nói nữa. Thương cha ơi, mai cha cho con đi theo săn với cha nha cha. Không được đâu con, đi săn nguy hiểm lắm, vô rừng sâu á thú dữ nhiều lắm. Con ở nhà đi, không nên đi với cha. Ở nhà vậy hoài con buồn lắm, vì cứ dắt tàu em đi hoài à. Thôi vậy con đi với cha. Dạ. Làm gì con? Dạ xong rồi cha. Ừ. Nè cha. À, đi ở đây. Mình. Ừ. À, sao à, mình cho nó theo làm gì, nó còn nhỏ đâu có biết gì đâu. Đi theo đâu phụ giúp được gì. Đã vậy vướng bận chân tay rồi tốn thêm phần ăn đó. Để nó nhà đi mình. À, tôi thấy bây giờ thằng Tí Anh nó cũng lớn rồi. Sau này á, tôi lớn tuổi rồi, ai nói cái nghề săn bắn của tôi. Bây giờ cho đi theo đi. Chứ tôi mà về già tôi bệnh tôi đau yếu á, rồi tôi với bà sống bằng cái gì. Thôi cho nó đi săn với tôi đi. Nhưng mà nó chỉ lớn hơn tụi em có 4 tuổi à, đâu có biết gì đâu. Thôi mình cứ để nó ở nhà đi. Để nó ở nhà đặng nó phụ tôi trông tèo em. Rồi tôi còn đi lên rẫy làm việc nữa. Thôi bây giờ nè, bà chịu khó ở nhà một mình á, xoay sở vài ngày đi. Bây giờ tôi cho thằng Tí Anh á đi với tôi săn thử một lần coi sao nha. Nha, à, thôi vậy nha, tôi đi nha. Dạ. Đi, đi con, đi con. Dạ. À, đi, đi con. Vậy con đi. Bà ở nhà nha, đi, à, đi, đi con, đi với cha con. Đi. Từ từ nha con theo cha nha. Hổ nguy hiểm con. Từ từ nha con. Hả, nè, coi con. Nè, chân hổ nè. Cầm dẻo cha đi, để cha làm bẫy vậy liền. Khoan, khoan, khoan đã cha. Sao con? Cái này còn nhỏ lắm, chắc là hổ con thôi à. Thôi đúng rồi, bây giờ mình tìm dấu chân hổ to nha. Dạ. Bắt con hổ bự. Dạ. Ê, dạ. Cẩn thận nha con. Vô rừng sâu là gặp thú dữ nguy hiểm lắm. Đi xin lưng cha nha. Dạ, dạ. Con. Dấu chân hổ rồi cha. Trời, sao dấu chân hổ gì mà to như vậy? Con này chắc được rồi cha. À, vậy là giờ mình đặt phải nó đi cha. Đúng rồi. Đặt từ từ nha con. Có chừng nó vô là mình chết đó con. Mở lên, đặt phải nha. Cầm cái cha. Con bứt lá cho cha đi. Dạ. Bứt lá thủ lại che lên đừng đẩy nó. Dạ. Che đây con, che đây con. Đúng rồi, đề phòng nha con, đề phòng nha. Ơ chưa mất mấy lá cây nè. Mở lên bứt. Con hổ này to, nó khôn lắm con. Nó thấy dây là nó né bẫy mà liền. Bước nữa.
đưa 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 giáo ra. Thôi mau lên con. Thôi mình vô gốc cây mình núp đi, mình phục nó. Trời lộp quá. Nè con đói bụng không? Dạ cũng đói rồi. Ăn đi nha. Dạ. Để cha canh cho nha. Cha ơi, cha ăn đi cha. Thôi con ăn đi. Thôi cha ăn đi. Con ăn đi nha. Dạ. Con đủ no chưa? Hay ăn phần cha không đi? Thôi cha ăn đi cha. Con ăn gì là no rồi. Con mình còn nhỏ quá, nếu gặp hổ dữ sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Cứ để nó ngủ đi, mình bắt hổ cũng được mà. Hổ gầm đi. Mày đâu? Hả? Hổ đâu? Ừ. Hả? Kỳ này tao bắt được mày á, để cho dân làng sống bình yên. Mày đâu? Hả? Tao mất tiêu rồi. Chắc nghe tiếng ta tới, nó sợ rồi bỏ chạy rồi ha. Tao nó chắc vậy. Cũng hên cho con hổ này bắt được nó chết với tôi nè. Chị anh, chị anh ơi, cha về rồi nè. Chị anh ơi, chị anh ơi, cha về rồi nè. Chị anh ơi, chị anh, chị anh ơi, chị anh. Hả? Trời ơi, con tôi đâu rồi? Tiên ơi! Tiên ơi! Tiên ơi! Tiên ơi! Tiên! Tiên ơi! Bây giờ con đang ở đâu? Con đang ở đâu Tiên? Lỗi tại cha hết. Cha ơi cha! Cha làm người con cởi cha! Hôm nay cha mệt lắm, con chơi một mình đi. Cha, không có anh Tí Anh, không có ai làm ngựa cho con cởi đó. Ờ, Tèo em, vô trong ăn chè đậu xanh đi, mày để trên bàn cho con đó, để cho cha yên, nha. Dạ. Mình vô ăn chè đậu xanh đi, em nấu món chè đậu xanh mình thích ăn đó. Tôi không ăn đâu. Tôi không có đói. Mình à, mình đừng dây dứt chuyện Thúy Anh nữa mà. Tại nó vắng số nên mới bị cọp vô. Chứ mình cứ lo như vậy mình không ăn uống gì hết. Mốt mình đổ bệnh thì sao mình? Tất cả lỗi tại tôi. Tất cả tại tôi hết á. Không phải đâu. Bệnh thần châu thần ngựa đi thăm con. Bệnh thần châu thần ngựa đi thăm con. Bà có nghe con chim nói gì không? Tôi đâu có nghe nó nói gì đâu. Tôi nghe nó nói là đi thăm con. Chẳng lẽ thằng Thúy Anh còn sống hả? Mình ơi, tôi năn nỉ mình mà. Chắc tại là mình nhớ con quá, mình mới tưởng tượng nghe ra vậy chứ đâu có gì đâu mình. Không không, chính ta tôi nghe rõ ràng mà. Đi thăm con. Mình ơi, thằng Thúy Anh nó bị cọp vô làm sao sống được. Mình đã đi vô rừng kiếm nó rồi làm sao nó sống được hả mình? Có thể là nó còn sống, nó đang trốn ở đâu trong rừng nữa. Thôi để tôi vô rừng tìm con tôi nha. Minh à, Minh, tôi vô rừng tìm con tôi. Minh ơi, trời ơi cái ông này cập vô rừng sao sống được nữa, mình tìm không biết nữa.
Tiên Anh ơi, Tiên Anh, con ở đâu vậy Tiên Anh? Cả ngày hôm nay cha tìm con khắp mọi nơi mà vẫn không thấy con. Tiên Anh ơi, Tiên Anh ơi, con ngồi làng, có khi nào thằng Thanh con tôi ở trong đó không? Để thầy vào xem sao. Cậu ơi, cho tôi hỏi, dân làng ở đây nói nhà này có ông trưởng làng à, cho tôi gặp ông trưởng làng được không à? Ừ, đúng rồi. Mà có chi không? Tiên Anh. Dạ. Con còn sống hả? Tiên Anh. Cha mừng quá, cha gặp được con rồi. Tiên Anh ơi, Tiên Anh, con, tôi xin cảm ơn ông đã cứu con tôi. Thật sự tới ngày hôm nay tôi không tin vào mắt tôi nổi. Tôi nghĩ là con tôi chết rồi, bị cọp vô mất xác luôn á. Tôi xin đổi ơn ông đã cứu con tôi. Ừ, tôi đâu có cứu gì đâu. Chứ cậu nhỏ này chưa kể cho ông nghe sao? Chính là chúa Sơn Lâm đã đưa cậu nhỏ đến cái làng này đó. Chúa Sơn Lâm? Ở trong rừng này á, có một con hổ rất là hung dữ. Nó thường về làng quấy nhiễu dân lành, cho nên là dân lành rất là sợ, bỏ đi chỗ khác hết, không dám ở trong làng. Từ khi có cậu nhỏ ở trong làng này, con hổ nó không còn dám quấy phá nữa. Lúc đó dân làng mới yên tâm quay về làm ăn đó. Dạ, yeah. Chuyện này tôi không biết. Cha con gặp nhau mừng quá đó. Chưa có tâm sự gì hết. Cha, chuyện là vậy nè cha. Ta đã được một món mồi ngon. Ta nhắm nhí cũng được cả tuần à. Được, ta sẽ lôi nhà ngươi về hang động rồi, từ từ mà thưởng thức. Ông nghĩ gì vậy? Bị gì? Ngươi thử ngồi như ta như gì? Rồi ta nằm lên người của ngươi cả canh giờ, coi ngươi có bị như ta không? Ngươi không sợ à? Ngươi không sợ ta? Con người mà gặp ta đều chạy tán loạn, thậm chí tiểu tiện trong đạo quân luôn. Mà ngươi nhìn ta tính bao nhiêu kia? À!
như gì chứ, có phải nhung như thế này chứ. Hả? Nghe tội. Nhà đâu sao ngươi không nằm? Ngươi vào tận rừng sâu, nơi của ta ngươi nằm ngươi ngủ. Tại vì ghẻ quýnh con nên con phải vô rừng săn với cha. Vô rừng săn với cha? Cha ngươi là thợ săn à? Săn cái gì? Săn cái gì? Săn cọp. Thì là cha của nhà ngươi định săn ta để ăn thịt hả? Được, tao sẽ tìm cha của nhà ngươi, ta sẽ ăn thịt đó trước, rồi ta sẽ tính xấu nhà ngươi sao? Khoan đã ông ơi, ông đừng có ăn thịt cha con thương cha con lắm. Ông ăn thịt con nè. Ăn thịt nhà ngươi, không ăn thịt cha nhà ngươi. Thịt cha con dai lắm. Dai lắm à? Thịt ngươi mềm lắm hả? Mềm lắm. Ta bốc ta muốn ăn liền, nhưng mà thôi, thấy người có hiếu, ta tạm thời tha cho ngươi đó. Đi, đội đi tìm cha ngươi. Con đội ơn ông. Đi ra khỏi khu rừng đây. Đi. Ê, ngươi bị gì vậy? Ngươi bị gì? Con khó chịu quá. Khó chịu sao? Thì ra là vậy. Con hổ nó rất là lớn. Thợ săn ở trong làng này á, 5 lần 7 lượt đi bắt nó mà không được. Cho nên tất cả mọi người ai cũng sợ, mới lập một cái miếu thờ, và đặt cái miếu đó là miếu thờ Chúa Sơn Lâm. Hèn chi á, lúc tôi vô rừng á, tôi thấy cái dấu chân của hổ á, to lắm. Cái chân của nó rất là lớn. Hôm đó ông có biết không, tôi đang ngủ say, tự nhiên tôi nghe một tiếng gầm rất lớn. Tôi mới giật mình thức dậy. Và tôi ra đó thì tôi không thấy gì hết, mà tôi lại thấy cậu nhỏ này nằm trước cửa nhà tôi. Từ đó tôi không còn thấy con hổ đâu nữa hết. Tôi đã nghe thấu tá mọi chuyện rồi. Tôi xin đợi ơn ông đã cứu mang con của tôi. Cái ơn này á không bao giờ tôi quên được. Bây giờ cha con tôi gặp nhau rồi, tôi xin phép ông á cho tôi được đưa con tôi về nhà. Đâu được, chính Chúa Sơn Lâm đã đưa cậu nhỏ đến đây, cho nên chúng tôi sẽ chọn ngày lành tháng tốt để đưa cậu nhỏ lên trưởng làng. Hả? Ông cứ yên tâm, để cậu nhỏ ở đây với chúng tôi. Con làm trưởng làng? Dạ, xin cha hãy cho con ở lại đây. Nếu cha có nhớ con thì cha hãy quay lại thăm con. Mà nếu dì có đồng ý thì dì, cha, em dọn lên đây sống chung với con. Sao được? Kỳ lắm. Dọn đây sống. Ông cứ yên tâm đi, cậu nhỏ về đây ở với chúng tôi. Nếu như mà ông thích á thì ông có thể về đây ở chung luôn cho nó vui. Đợi ơn ông. Tí Anh à? Dạ. Nếu con nói vậy á thì cha không cản con đâu. Nhưng mà trong cái thâm tâm của cha đó, ấy nấy lắm, vì cha không lo được cho con. Cha đừng có nói như vậy. Con biết cha có nỗi khổ riêng của cha. Từ bây giờ con có cuộc sống mới rồi. Cha đừng có lo cho con nữa. Trời ơi, cả đời tôi có không bao giờ nằm mơ thấy được những cái thứ đẹp như vậy. Trời ơi, đẹp quá ông ơi. Đẹp không? Trời ơi, đẹp quá à. Bao nhiêu đây mà nhầm nhò gì? Trời ơi trời, tôi nói cho bà nghe nha, thằng Tí Anh nói ha, nếu mà tôi với bà chịu về ở gần nó đó, nó cho tôi với bà một cái gian nhà đó rộng thênh thang luôn, rồi có ruộng nương nè, có trâu bò, có kẻ hầu người hạ nữa. Đó nói ra biết không, là cha khỏi đi săn nữa, cực khổ lắm, về ở bên nó đi. Thiệt á hả? Thiệt. Trời ơi, nhiều như vậy hả? Cái kiểu này. À, ông ơi. Sao? Trời ơi, hay như vậy nè. Hay là mình đem thằng Teo em vô trong rừng á, để cho cọp đem nó đi, cho nó được làm trưởng làng.
Trời ơi, lúc đó hả, tụi dòng tha hồ mặc sức mà hưởng phúc. Trời bà nói cái gì vậy? Trời ơi trời, bà vô rừng nguy hiểm lắm bà biết không? Hả? Vô rừng gặp hổ dữ rất nguy hiểm. Chẳng qua thằng Tí Anh là may mắn nó thoát chết thôi. Mình lớn rồi, bây giờ tôi với bà đó hưởng phước của thằng Tí Anh đi, lo chi nữa. Thôi đi, tôi biết ngày thế nào cũng gạt ngang à. Tại sao ông cho thằng tụi em vô rừng? Thằng Tí Anh thì được, đã vậy còn đặt dựng chuyện nguy hiểm này nguy hiểm nọ. Ông muốn cho đi, ông nói đại đi. Thôi bà ơi, thằng Tí Anh, thằng Tèo em cũng là con của tôi mà, đứa nào tôi không có thương. Bà muốn nói hả? Tôi nói cho bà nghe luôn à. Chẳng qua tôi cho thằng Tí Anh vô rừng với tôi á, là tôi muốn nó thoát khỏi cái sự hành hạ, đánh đập của bà. E dè đâu, nó gặp hổ, rồi hổ đưa nó qua cái làng kia, tôi có biết đâu. Thôi đi, ông đừng có diễn lý do này nọ. Thì tôi xin lỗi hỏi ông nè, tôi là mẹ nó, tôi phải dạy dỗ con, thì đánh con là chuyện thường. Ông bà đặt đem đó ra hù, không cho tôi đem thằng Tèo em vô rừng. Tôi nói cho ông biết nha, ông không đi, không dẫn nó đi, tôi đi. Không có nhiều không bàn cãi đó. Bà nè, thôi không nói gì nữa. Nguy hiểm lắm, không có được. Không nói nữa, thằng Tí Anh làm trưởng làng được thì thằng Tèo em cũng phải làm trưởng làng được. Tôi không nói chuyện ông nữa. Bà nhanh lên con. Mẹ, mày dẫn con đi đâu mà ghê quá hả? Mẹ dẫn con đi làm trưởng làng, đi mau lắm đi. Không muốn làm trưởng làng, con buồn ngủ. Thì ngồi đây nghỉ đỡ xíu đi, rồi mình đi tiếp nha. Nha. Nè. Mình ngồi đây nghỉ chút xíu xong rồi mình đi tiếp ha. Nha, đi nha. Không muốn đi, không muốn ngủ. Thôi mà. Không muốn ngủ. Không muốn ngủ mà. Thôi được rồi, thì bây giờ mình nằm đây mình ngủ xíu ha. Ngủ xíu xong rồi mình đi tiếp ha. Đi. Con muốn về nhà. Con muốn về nhà ngủ. Thôi được rồi, rồi chút nữa về nhà. Bây giờ mình nằm đây mình nghỉ đi, mẹ cũng mệt đó mà ha. Nằm nghỉ xíu đi ha. Đi, ngoan đi mẹ thương. Ngoan đi, nằm đây nghỉ xíu. Nằm đây ngủ xíu rồi mình về nhà nha. Nha, nằm đây ngủ coi nha. Ngủ với con. Ngủ đi nha, ngoan mẹ thương nha. Ngủ ngoan con nha, ngủ ngoan nha. Cọp á, ông sẽ nghe mùi rồi ông đến mang con đi để con được làm trưởng làng. Lúc đó á, trời ơi, ruộng vườn nhà cửa bát ngát luôn nè, này kẻ hầu người hạ này, trâu bò đầy chuồng nữa. Lúc đó rồi con quay về, con mang mẹ đi nha Tèo em. Ơi cháu mà mình nói thật tôi nghe coi, có phải là mình bỏ thằng Tèo em trong rừng phải không? Sao không được,
Thì dĩ nhiên tí anh nó lớn hơn có 4 tuổi ông cũng bỏ vậy. Thì sao tôi không bỏ trong rừng được? Đâu có được đâu. Thằng Tàu Em á, nó nhỏ xíu à, bỏ trong rừng á nó nguy hiểm lắm. Không khéo nó bị sao bị. Bị gì? Ăn nói bậy nói bạ không à. Tôi nói cho ông biết, tôi phải để á thằng Tàu Em trong rừng để cho con cọp tha nó đi để làm trưởng làng. Ông á không nói bậy bạ nó đi về. Không đi. Có được đi bà nè. Đi về đi. Bà đừng có cãi tôi, không có được đâu, nguy hiểm lắm. Con chết chung đi. Con chết chung đi. Con chết chung đi. Bà ơi, bà có nghe gì không? Nghe vậy con chim nó mới nói kìa, nó nói là con chết chôn đi. Ông cái miệng ông ăn mắm muối nói bậy bạ mà. Tôi nghe rõ mà, tôi nghe rõ ràng nó nói là bệnh dễ thần, xe kéo xe ngựa đi thăm con kỳ vậy ta. Tôi nghe rõ ràng mà. Con chết chôn đi, con chết chôn đi. Con chim nó nói vậy chẳng lẽ con mình được làm trưởng làng đã ta, vậy phải đi thăm con mới được. Ông ơi. Sao? Ông nói đúng á. Bây giờ mình phải đi kiếm con liền, chứ không có gì nguy hiểm lắm. Đúng rồi ha. Đúng rồi. Thôi mình đi. 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 Bà có sao bà? Bà có sao? Bà có sao? Đau chân quá. Bà có sao? Bà có sao? Thôi. Bây giờ vậy nè, hỏi là ông đi kiếm con trước đi. Tôi ngồi tôi nghĩ tôi bớt đau chừng đi nha. Thôi được rồi. Bà ở lại nha. Bà nhớ này nha, phải kiếm chỗ nào cao cao á, trong rừng sâu á, thú dữ nguy hiểm lắm, nghe chưa? Phan mà tôi nói nghe nè, tại nãy tôi đi lạc lằn quằn trong này không có thấy được. Ông đi cái đường này nè, đường này đi kiếm con gì mau, mau lên đi. Đường này phải hả? Không phải, đường này nè, đi nhanh đi. Thôi bà. Rồi, nhớ rồi. Đi lẹ lên. Đi lẹ. Đi nha. Đi. Ây da. Công nhận cái ông chồng mình sao lúc nào cũng khờ khạo thiệt. Nói gì cũng tin. Phải đi kiếm con đó, là mẹ của trưởng làng. Ủa sao cái nấm soi còn đây mà nó không ăn? Còn tụi em đi nó mất tiêu rồi ta. Mình biết rồi. Vậy là con cọp nó đem tụi em đi làm trưởng làng rồi. Trời ơi, vậy mình sắp được làm mẹ trưởng làng rồi. Phải đi kiếm tụi em để mình làm mẹ trưởng làng. Tụi em ơi, tụi em, con đâu rồi tụi em ơi? Mẹ nè. Không cần thứ này nữa, sắp được ăn cào lương mỹ vị rồi. Tèo em ơi, con đâu rồi mẹ nè? Tèo em, Tèo em ơi. Tèo em ơi, nghe mẹ kêu không? Tèo em ơi, Tèo em ơi, con đâu rồi Tèo em? Áo con Tèo em đi mà. Sao mà áo máu không vậy? Chắc là cọp ăn nó rồi. Trời ơi, mẹ hai con rồi, Tèo em ơi, mẹ hai con rồi. Con chết chung đi, con chết chung đi. Tèo em ơi, mẹ hai con rồi. Sáng mai ta sẽ về kinh. Lớp học ở làng này ta giao lại cho thầy Đồ Tính, một thầy đồ giỏi của làng này.
nên ta cũng cảm thấy nhẹ lòng và an tâm ra đi. Con sắp lại kinh ứng thí, cũng vừa hay thầy về kinh thành nhậm chức. May ra thầy trò mình lại có dịp tái ngộ ở kinh thành. Nhất định phải gặp. Tại sao lại mai ra? Ta sẽ cho con biết chỗ của ta. Về kinh cứ đến nhà ta mà ở tạm. Dạ, con đội ơn thầy. Con chỉ sợ là thầy mới đổi về, nhiều chuyện đại sự phải lo. Con chỉ sợ là con làm phiền thầy thôi. Lo gì thì lo, cũng phải có thời gian uống với nhau một chén rượu chứ. Con cứ đến đi, đừng có ngại cái gì hết. À, mà giả sử ta có bận thì con cũng phải ở nhà ta. Ta sẽ bảo gia nhân lo cho con chỗ ăn chỗ ở đàng hoàng. Lộ phí của con đủ chưa? Có cần ta giúp gì không? Dạ, con có đủ hết rồi. Con cảm ơn thầy nhiều lắm. Có thiếu thì cứ nói, không cần phải ngại gì hết. Coi như là ta cho con mượn, khi nào con có, trả lại cho ta sao? Con cảm ơn thầy. Nhưng mà tiền học của con còn chưa trả hết. Con tới học thầy còn để ăn để ở nữa. Có cái gì đâu mà kể. Sau này công thành danh toại, con muốn trả cho ta bao nhiêu, ta cũng lấy hết, chịu chưa? Dạ, con cảm ơn thầy. Nhưng mà kỳ này con có đủ rồi. Con sẽ cố gắng hết sức để có thể danh đề bản đổ, để không phụ lại tấm lòng của thầy đã dành cho con. Thôi, nếu mà con có rồi thì cũng cầm thêm chút đi, để mà phòng thân, cầm đi. Dạ thưa thầy, con có đủ hết rồi. Đây là tấm lòng của thầy mà, cầm đi con. Con có đủ hết rồi thầy. Ngày mai thầy đi thượng lộ bình an nha. Con xin chào thầy. Người đội lốt người hiền đức hay lắm, nhưng tội ác của người như ta, trời không dung đất không tha. Ta muốn người thân bại danh liệt ta mới hả dạ. Sao mình đi lâu quá vậy? Rồi có vay được ít bạc nào không? Chẳng mối đâu ra tiền hết. Tôi tới ghé chào thầy Đặng. Ngày mai thầy về kinh nhậm chức rồi. Vậy sao mình không hỏi vay thầy một ít? Thầy có nói cần thì lấy, nhưng mà mình nghĩ coi, tôi mặt mũi nào? Đã thầy mến tài mình, mấy tháng cuối còn chưa lấy tiền học, bây giờ làm sao mở miệng mượn thêm? Mình cứ sĩ diện như vậy hoài á, thì lấy đâu ra tiền để mà lai kinh? Lên đó bao nhiêu ngày ăn ở chứ có ít gì đâu. Thì để từ từ tôi tính đi, mình đừng có làm tôi rối quá. Cho hỏi thăm, đây có phải là nhà thầy Cử Hiền không ạ? Phải rồi, là tôi. Chào anh chị. Nhà tôi ở gần đây nè. Tôi có nghe dân làng nói là anh sắp lên kinh để thi hội, mà tôi cũng sắp lên trên đó để thi. Cho nên hôm nay tôi qua đây để rủ anh đi cùng. Với lại anh cũng biết đó, gần đây cướp bóc ở khắp nơi, tôi sợ đi một mình sẽ không an toàn, cho nên tôi mới rủ anh đi cùng cho có bạn có bè. Mà chừng nào anh mới đi? Nói thật ra là chồng tôi cũng định lên trển sớm rồi, nhưng mà hiện tại bây giờ tiền bạc trong nhà cạn ráo hết trơn, tôi cũng chưa có chạy dây mượn được ở đâu hết á. Tôi cứ tưởng là có chuyện gì, chứ cái chuyện đó thì đừng có lo. Mọi chuyện cứ để cho tôi lo. Đó là phí tổn, để tôi trả tiền cho anh chị, để anh đi cùng tôi cho tôi yên tâm hơn. Nếu vậy á thì mình chuẩn bị ngày mai đi sớm luôn. Thôi, tôi xin phép anh chị, tôi về để tôi chuẩn bị. Dạ. Xin mời quan khách, xin mời. Đây, 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 đây. Đây. Đó. Hai vị coi coi, cái chỗ tốt như vậy,
với cái giá đó là không hề mắc. Thế tôi thách luôn á, tôi thách hai vị đi hết cái vùng này tìm được chỗ trọ nào tốt như vậy. Không có, chỗ tôi là tốt nhất rồi. Dạ cảm ơn ông chủ. Vấn đề không phải là rẻ hay mắc, mà là tụi tôi hơi eo hẹp một chút. Huynh à, chắc là mình đi kiếm chỗ nào khác rẻ hơn huynh nha. Cử Hiền à, tôi đã nói rồi, mình cứ ở đây đi, chuyện tiền bạc á cứ để cho tôi lo. Nhưng mà nhưng nhị cái gì, người ta nói như vậy thì vô ở đi, để tôi kêu sắp nhỏ lo cơm nước nha. Không nghe bạn mình nói sao, tiền bạc là không có lo. Với lại một phần á, tôi cũng hiểu hoàn cảnh của mấy sĩ tử lên kinh thành ứng thí lắm, eo hẹp lắm nha. Bây giờ cứ vô trọng nghỉ ngơi nha. Vô. Sao ông chủ, chuyện mà cơm nước á cứ để cho tôi lo cho bạn của tôi. Cái gì, bạn hả? Trời đất ơi, vậy mà nãy giờ tôi cứ tưởng ông là gia nhân không à. Tài sách nách mang nè, chọn luôn chỗ tốt, còn bây giờ á còn lo cơm nước nữa ha. Ê anh bạn, anh như vậy á là tìm được một người bạn rất là quý, gọi là bạn vàng đó nha. Tính qua tính lại có phước dữ lắm à. Thôi được rồi, ông cứ đi lo chuyện của ông đi, để chúng tôi còn nghỉ ngơi nữa. Vậy thôi, hai người ngủ ngon ha. Thôi mình vô đi. Đi nha. Ngủ ngon ha. Vô đi. Anh cứ để đó cho tôi, anh mang hành lý cả ngày nay rồi chắc mệt lắm, anh cứ nghỉ không ngơi sao đi. Tôi cũng quen rồi, anh cứ việc ngã lưng một chút đi, sẽ có cơm nóng ăn liền. Anh làm tôi ngại quá, mình là bạn đường chứ đâu phải là chủ tớ đâu. Hơn nữa anh đã trả tiền phòng trọ rồi còn gì. Không sao, thì cứ coi như là đây là tiền trả công vì anh đã cho tôi đi cùng. Anh ăn đi cho nóng. Anh ăn cùng với tôi chứ. Tôi chưa đói lắm, một lát nữa tôi sẽ ăn. Anh ăn đi rồi có gì ngủ cho thoải mái. Tôi ra ngoài một chút. Một lát nữa anh về ngủ chứ, còn dư chỗ mà. Tính tôi khó ngủ cho nên tôi lấy phòng bên cạnh để ngủ. Anh ngủ đi ha. Anh làm chi cho tốn kém dữ vậy. Không sao đâu, tôi quen như vậy rồi. Anh ăn đi rồi ngủ sớm. Chào anh. Anh à, có chuyện gì anh cứ nói đi. Thiệt tình tôi thấy áy náy quá. Từ lúc đi lên kinh tế giờ, anh lo từng ly từng tí chỗ ăn chỗ ở cho tôi. Tôi không biết phải cảm tạ như thế nào. Nhưng mà tôi có một chuyện thắc mắc. Thắc mắc gì anh cứ nói đi. Anh lo cho tôi nhưng không bao giờ anh bận tâm tới mình. Anh ăn ở đâu, ngủ ở đâu? Sáng nay tôi có hỏi chủ nhà trọ, ông ta nói là đêm qua anh không có ngủ phòng kế bên. Anh đã hỏi như vậy á thì tôi cũng không giấu anh nữa. Thật ra tôi không phải con người. Vậy anh là gì? Tôi là một con ma. Cái gì? Anh là ma? Anh không tin đúng không? Anh hãy xem đây. Anh ơi, anh ơi, anh ơi, anh đâu rồi? Tôi ở đây, anh đã tin tôi chưa? Anh đã tin tôi chưa? Thực ra tôi là một con ma chết oan. Tôi đi theo anh, giúp đỡ anh là tôi mong muốn anh giúp tôi báo thù. Báo thù? Là thù quá. Một con người lật lọng vì hắn mà tôi phải chết. Được, tôi sẽ giúp anh. Hắn ta tên là gì? Án Sát Đẳng. Cái gì? Án Sát Đẳng? Đúng vậy, là thầy của tôi mà. Phải,
hắn ta là thầy dạy học của anh. Nay hắn đã trở thành quan án sát, tôi muốn báo thù hắn ta. Thầy tôi, thầy tôi làm gì mà khi anh chết rồi anh còn bám theo để trả thù hả? Làm gì hả? Ngày xưa tôi là một tên cướp, tôi chỉ cướp của người giàu đưa cho người nghèo. Tôi nói với ông rồi, tranh thủ về sớm đi, cứ chán tạc chán thù với mấy ổng hoài hả? Để bây giờ tối thui rồi mới chịu về. Thôi, dạo này cướp hoành hành dữ lắm, nhất là đoạn đường này nè, ông biết không? Cướp á mà gặp tôi hả, tôi cho nó biết tay, biết thế nào là lễ độ, hiểu không? Trời ơi, tôi sợ quá. Thôi đi lẹ đi. Cướp mình ơi, có bao nhiêu tiền vàng thì đưa ra đây hết, nhanh lên. Nhanh lên. Tao không muốn lấy mạng của hai vợ chồng mày. Ông tha tôi đi, vợ chồng tôi nghèo lắm ông ơi. Nghèo hả? Dạ. Vợ chồng nhà ngươi giàu nức tiếng ở vùng này, ai mà không biết. Tôi còn nghe nói ông vừa mới làm ăn với bá hộ lạc bên, nghe nói là chúng lớn lắm mà. Đưa đi. Ông đưa đi ông ơi. Tôi không có mà anh. Tôi đưa mà. Mình ơi, mình ơi, đưa cho hắn đi mình ơi. Đưa ra đây. Đưa đi mình. Thôi, để tôi đưa. Đưa cho người ta đi. Tao đã nói rồi, tao không muốn giết người, nghe rõ chưa? Mình ơi, Mình đừng mà Mình muốn chết hả? Ông ơi, tha cho chồng tôi đi ông ơi. Đừng có giết chồng tôi ông ơi. Tao đã nói rồi, tao không muốn lấy cái mặt chó của ngươi. Ngươi còn theo ta nữa, ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Anh lính. Ừ? Có cách nào cho tôi gặp quan án được không? Chết tới nơi rồi, nói cái gì nữa mà nói. Không, anh đang giúp giùm tôi chuyển lời tới quan án. Nhà tôi còn rất là nhiều vàng bạc, nếu tôi ra khỏi đây tôi sẽ hầu tạ rất nhiều bạc. Dạ, đây là 20 lượng, quan đếm lại giùm con. Dạ, còn đây là đơn xin ân xá của nó, mời quan xem qua. Được rồi, cứ nói với hắn là chờ ta. Dạ. Giờ không lẽ mình phải chia số bạc này cho thằng khác sao? Án thằng này trước sau gì cũng bị chém, chi bằng ta coi như là không có chuyện này là xong. Anh lính, hôm nay tôi được thả phải không? Ra pháp trường mà mơ nghe con. Như vậy là sao? Tại sao lại ra pháp trường? Vậy chứ đưa ngươi đi đâu? Đi không mát hả? Không được, không thể như vậy được. Có nhầm lẫn gì không? Quan án về kinh làm lan trung bộ rồi, ai rảnh mà gặp mày? Không phải, quan án đã nhận tiền của tôi rồi mà.
quan còn hứa là sẽ bẩm lên quan đầu tỉnh nữa mà. Đơn xin ân xá của người quan trên bác bỏ rồi, tôi không biết sao. Không thể như vậy được. Đi. Không thể như vậy được. Cho tôi gặp quan an. 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 Dù ngươi có đưa cho quan án 1000 lượng thì ngươi vẫn bị xử tử mà thôi. Quan án thì ra là ngươi. Cho dù ta có trở thành ma, ta cũng sẽ quay về đây để báo thù. Quan án! Không ngờ là có chuyện như vậy. Mỗi người đều có một điểm yếu, nhưng mà lúc thầy dạy ta, ông ta thực sự là một ông thầy rất tốt. Ta đã chịu ơn thầy nhiều lắm. Có gì đâu, ân đền quán trả. Chuyện của hai ta hoàn toàn khác nhau. Còn anh chỉ việc chỉ nhà của anh ta cho tôi là đủ. Anh giúp tôi nhiều, nhưng mà thầy là người ơn của tôi, là thầy đã dạy học cho tôi. Anh bỏ qua cho thầy có được không? Được. Nếu hắn ta trả lại mạng sống cho tôi, bây giờ mình phải làm sao đây? Chạy trốn cũng không được. Hắn là ma mà, sao trốn nổi đây? Mà không lẽ dẫn hắn về nhà hại thầy của mình? Phải chi hồi xưa thầy được nên gây quả lớn. Cử Hiền, đã tới kinh thành rồi. Ngươi chỉ cần chỉ nhà của hắn cho ta, ta sẽ không bắt ngươi vào cùng, để ngươi không phải mang tiếng là kẻ hại thầy đâu. Không sao đâu, nếu đã là nghiệp duyên thì không tránh được. Anh cứ về cùng với tôi, tôi sẽ nói với thầy anh là bạn cùng như thế. Không cản được, nhưng mình cũng phải nghĩ cách gì đó để hóa giải chuyện này. Nhưng mà cách gì đây? Anh hứa với tôi một chuyện. Anh nói đi. Tôi tá túc nhà thầy để đi thi. Nếu trước khi thi mà nhà thầy có chuyện thì tôi sẽ điên mất. Tôi không có tâm trí gì mà thi cử được nữa. Chính vì vậy, để khi thi hội xong anh hãy ra tay, được không? Được. Tốt quá. Thầy tưởng con ngại con không đến. Còn đây là... Dạ thưa thầy, đây cũng là huynh đệ sĩ tử cùng trên đường với con. Trên đường đi thi, hai người gặp nhau có thành huynh đệ. Mong thầy cho tá túc. Còn phải hỏi, dĩ nhiên là phải được rồi. Được rồi. Nhân à, Nhân. Dạ. Ra đây con, lại đi con. Dạ cha. Chào anh Hiền với anh đi con. Chào anh Hiền, chào anh. Đây chính là thần đồng thư phú mới xuất hiện ở đất Kinh Kỳ đây sao? Chà, mới không gặp chưa được một tháng mà đã cao giọt lên rồi ha. Anh khen nó quá, làm em nó hư mất bây giờ. Dạ không quá chút nào đâu thầy. Trên đường tới đây con nghe xôn xao bàn tán về cậu bé làm thơ tiếng vua, cứ muốn khoe là con trai của thầy tôi đó. Thôi chắc đường xa mang nặng mệt lắm rồi. Hai đứa vô nhà nghỉ đi. Dạ. Để con vô chuẩn bị nha. Ta đã biết cách làm sao để ngươi phải đau đớn. Không ngờ thầy trò ta lại gặp nhau ở chốn Kinh Kỳ này, thiệt là vui quá. Hôm nay phải uống cho say. Mới tới, khoan nghĩ đến chuyện ôn thi đã, mọi chuyện hãy để ngày mai. Hôm nay chúng ta phải uống cho thiệt là say. Nào, chúng ta hãy cạn ly. Uống từ sớm đến giờ cũng gần cạn bầu rượu rồi, mà anh bạn đây không nói tiếng nào hết. Coi bộ anh bạn ít nói quá hả? Thầy Đặng, con có thể hỏi thầy một câu được không? Tưởng gì, 10 câu cũng được, cứ hỏi đi. Nếu như con thi đậu làm quan rồi được người ta đút lót để chạy án, thầy sẽ khuyên tụi con là nhận hay không nhận? Chuyện này thẳng lắm, thẳng thắn lắm. Tốt, tốt.
Nếu thi đỗ làm quan, các con ít nhiều cũng phải đối mặt với chuyện này. Thầy không có câu trả lời chính xác. Tùy theo hoàn cảnh mà giải quyết. Miễn sao lương tâm mình đừng có dây dứt là được rồi. Tùy hoàn cảnh. Có phải đối với những tử tù nhận là tốt nhất? Tại vì khi đã bị giết rồi thì sẽ không một ai phát hiện, có phải không thầy Đặng? Anh, thầy đã có bao giờ gặp chuyện như vậy chứ? Ta... Rồi lương tâm của thầy có bị cắn rứt không hả thầy Đặng? Ta... Anh say rồi. Thôi đường xa mệt mỏi lắm rồi, tụi con xin phép thầy, tụi con nghỉ ngơi. Con cứ bình tĩnh mà làm bài, đừng có căng thẳng quá. Dạ. Thầy ơi, thầy hãy giữ gìn, cẩn thận. Lo cho con đi, ta ở nhà thôi, có gì mà phải cẩn thận giữ gìn. Ta thấy con có vẻ lo ra quá vậy. Dạ. Có chuyện gì vậy? Sao anh bạn của con không đi chung với con mà lại đi trước? Dạ, anh cần phải mua thêm một ít đồ thầy à. Không sao đâu thầy. Chào thầy, con đi. Con đi đi, kẻo trễ. Dạ. Dạ, anh đi thi tốt nha. Con chào thầy. Ráng thi tốt nha con. Dạ, con đi. Nè, con phải cố gắng mà học hỏi ảnh. Giàu hay nghèo gì cũng phải có chí nha con. Dạ cha. Sao vậy Nhân? Vậy Nhân đâu? Vậy Nhân? Vậy Nhân đâu? Vậy Nhân? Nhân lên! Nhân! Con tưởng bị sao vậy ông? Chắc là con mày gì đó. Kêu thầy thuốc mà. Dạ dạ. Nhân! Nhân! Con sao vậy? Hả? Con giết người! Con giết người! Nhân ơi! Là cha này con! Tôi phải đền mạng! Là cha này con! Đầu giết người! Đầu giết người! Nhân à! Nhân! Đầu giết người! Giết người, ta giết người. Nhớ, bình tĩnh đi cậu ơi, bình tĩnh đi cậu. Tôi muốn giết người, tôi muốn giết người. Cậu có làm vậy không cậu? Giết người, ta giết người. Kia này thuốc liền cho ta. Giết người. Giết người. Còn nhiều trò lắm, thì cứ chờ mà xem. Tôi muốn giết người. Tôi phải trả thù. Tôi muốn giết người. Tôi phải trả thù. Cản ra đi con. Mấy nhanh kìa, dễ sợ. Tôi phải giết người. Thằng con ơi, nó giết người. Thằng con ơi, nó giết người kìa. Tôi muốn giết người. Trời ơi, thằng con ơi, nó giết người kìa. Thằng con ơi, trời ơi, trời ơi, con, nó chạy được kế kìa. Nó chạy rồi. Dạ, nó chạy mất tiêu rồi. Ơi, con tôi giết người rồi. Nhân ơi, Nhân, Nhân con ơi. Ngươi còn phải trải qua tình cảnh của ta nữa kìa. Thả tôi ra, thả Nhân tôi ơi ra. Con ơi là con. Trời ơi, thả tôi ra. Tại sao con tôi lại ra nông nổi như thế này? Con ơi, thả ra con. Dạ bẩm ông, cơm cho công tử. Nó đang lên cơn điên loạn như thế này, thả ra. Làm sao mà nó ăn nổi chứ? Thả tôi ra, thả tôi ra. Thả ra, thả ra. Thả tôi ra. Tình hình nhà bên đó làm sao rồi? Dạ bẩm, thằng bé tỉnh rồi, nhưng còn bà mẹ. Bà mẹ làm sao? Dạ bà mẹ mất rồi. Ông ơi, có chuyện gì mà ồn ào ngoài đó vậy? Người nhà của nạn nhân đem xét đến đội đền mạng. Giờ sao ông? Kêu người nhà vô gặp ta. Dạ, bẩm ông, lỡ người ta bắt công tử thì sao? Chuẩn bị xe, thương lượng xong, ta sẽ tới nhà quan trấn này. Dạ. Ở nhà mày lo nói cho ta, nghe chưa? Dạ.
là muốn giết ngươi. Con không có rồi ngươi. Giết ngươi. Con mau bắt nó lại. Dạ. Bắt nó lại cho ta. Trời ơi. Nhân ơi. Giết con. Ơi. Cháu tôi vừa mới tỉnh, nhưng còn mê man. Mẹ nó thì chết rồi, giờ nó mất mẹ, quan tính sao quan? Chuyện này xảy ra quá nhanh, ngoài ý muốn của ta. Nhà có người điên á thì bắt nhốt lại, để nó chạy ra đường rồi ngài nói là ngoài ý muốn. Con ta không có điên. Không điên á mà sao chạy ra đường đâm chém lộn xả? Ngài nói vậy á, tôi đi báo quan nha, để cho họ xét xử. Nè, khoan, bình tĩnh, ngồi xuống đi. Ý ta không phải vậy. Ý của ta muốn nói là đó cũng chỉ là tai nạn của nhà ta thôi. Con của ta đang khỏe mạnh ngoan ngoãn, không hiểu sao tự nhiên lên cơn rồi chạy ra đường. Hôm nay ta muốn gặp các người để mà thương lượng. Bao nhiêu phí tổn tan ma ta sẽ chịu hết. Hơn nữa ta sẽ bù đắp cho gia quyến 1.000 lạng bạc. Còn nữa, ta sẽ chịu trách nhiệm lo cho cháu nhỏ đi ăn học cho tới 18 tuổi. À, các người thấy làm sao? Không xong rồi ông ơi, không xong rồi. Chuyện gì? Dạ, cô Linh tới bắt cậu đi. Đi. Dạ, đi mà. Thả ra. Thả ta ra, tao muốn giết người. Thả ra. Các người có lệnh chưa mà đòi bắt người hả? Không những có lệnh mà còn lệnh xử sớm nữa. Con trai của ngài giết người, tan chứng chứ còn đó. Lệnh chúng tôi tới đây để bắt đi. Thả ta ra. Buông con ta ra. Thả ta ra. Các người không thấy nó điên dại dại, nó gây tội mà có biết đâu. Giết người. Buông nó ra. Dạ. Con sao con? Nó bị gì vậy? Có sao không con? Chắc bị điên rồi. Ủa cha, nó đâu có bị điên đâu. Sao đông người quá vậy? Sao mấy người này lại bắt con? Nhân, con hết bệnh rồi sao? Con đâu có bệnh gì đâu cha. Sao mấy người này lại? Con trai của ngài như vậy mà ngài nói không bị gì à? Xin thứ lỗi, chúng tôi chỉ làm theo lệnh. Cha, xin lỗi ngài, mời ngài về phủ nói chuyện. Người dám à? Cha, cứu con cha. Lên bỏ con ta ra. Cha, thả nó ra. Ý ngài muốn sao? Con tôi là một thần đồng, bỗng nhiên bị phát bệnh, điều này ngài biết rõ mà. Giờ nó lúc tỉnh lúc mê, lại còn bị giam nữa. Làm cha, sao tôi chịu nổi chứ? Hôm nay tôi tới đây là để nhờ ông giúp cho thả thằng nhỏ ra. Vụ này án điểm, con trai quan lang trung bộ hình gây án mạng, làm bất bình khắp thiên hạ. Trên chỉ xuống, phải xử nghiêm. Khó lắm. Tôi trong hệ thống này, làm sao tôi không hiểu chuyện chứ? Dù có tiêu tan sản nghiệp, miễn sao có cách cứu được con tôi sẽ trồng đủ. Xin cảm ơn ngài đã thông cảm. Xin ngài lo giúp giùm con tôi. Khi nào thả được thằng nhỏ ra, tôi sẽ hậu tạ thêm cho ngài. Nghe nói năm xưa, nhà ngươi cũng chuyên ăn chặn của bọn tử tục, lấy của đúc rồi diếm luôn, mặc chúng bị chém. Vậy bây giờ hà cớ gì ta phải cứu con ngươi? Không biết gió máy kiểu gì mà cậu có lúc tỉnh lúc điên, mà mỗi lần điên lên là quay qua chửi cha đồ quan tha mang chặn. Thả ta ra. Thầy đâu? Dạ, ông chủ nói tôi chuẩn bị xe để qua nhà quan trấn rồi. Chắc là lại đi chạy cho công tử. Dạ con xin phép. Thả ta ra. Anh đâu rồi? Anh có đây không? Sao rồi? Làm bài được không? Anh phải làm tới mức như vậy sao? Ta sẽ giết ngươi. Ta phải giết ngươi. Đồ tham quan, đồ ăn chặn. Nhà hắn ta đã có ai chết đâu mà anh phải lo. Nhưng thằng bé nó có tội tình gì mà anh phải hại nó ra nông nỗi này chứ? Cha mẹ tôi, vợ con tôi cũng đau đớn như lão ta, trong lúc chạy trọt cho tôi lúc tôi đang ở tù.
Nhà tôi thì không có củ nổi củ chìm như lão ta, cho nên cả nhà của tôi đã khánh kiệt trong lúc chạy trọt cho tôi. Nhưng cuối cùng tôi cũng chết đó thôi. Đồ tham quá, đồ ăn chặn, ta phải giết tôi, ta phải giết tôi. Nhưng bây giờ phải làm sao thì anh mới tha cho thầy tôi đây? Không làm sao hết. Gây thù chuốc oán, hắn ta phải trả tội lỗi của hắn ta từng chuyện một. Nè, anh Bản, anh đâu rồi? Đang nói chuyện chưa xong mà. Anh Bản à? Con à, con nói chuyện với ai vậy? Dạ, dạ không thầy. Ờ, thầy lo việc của em tới đâu rồi? Ngồi đi. Dạ. Thầy à, thầy lo chuyện của em Nhân tới đâu rồi thầy? Quan Trấn đã hứa chạy giùm rồi, cũng đỡ lo một mối. Giờ thầy phải kiếm thầy chữa cho nó. Thầy nói Quan Trấn hứa là hứa sao hả thầy? Thì án lệnh từ trên đưa xuống nhiều cấp nên phải trả từng cấp thôi. Ông đã lấy tiền của thầy rồi sao? Thì rồi chứ sao. Mà tại sao con lại hỏi vậy? Gây thù chuốc oán, hắn ta phải trả tội lỗi của hắn ta từng chuyện một. Thầy à, con nghe là hắn sẽ giếm luôn số bạc đó rồi bỏ mặc cho em Nhân bị bắt đi. Ta đích thân tới nhà nói chuyện, hắn đã nhận lời rồi, chắc không nên hỏi đâu. Thầy à, hả? Chắc thầy còn nhớ chuyện năm xưa thầy nhận giúp một tử tù, đó là một tên cướp bị tuyên án tử. Sao con lại biết chuyện này? Nếu như theo đúng chuyện đó thì diễn tiến sự việc sẽ là như vậy. Sao? Sao con lại biết chuyện này? Chẳng lẽ là con quen với người đó à? Dạ không, tạm thời bây giờ con chưa nói được. Nhưng nếu như mà thầy tin con xin thầy hãy tìm cách khác đi. Ta đã hiểu rồi. Dạ. Tại sao anh xen vào chuyện của tôi? Anh đừng để tôi điên lên đó. Tôi không thể nào thấy chết mà không cứu. Hơn nữa, người bị hại là thằng bé vô tội này. Anh nói lên kinh thi làm quan để đòi công bằng cho dân lành, rốt cuộc ngươi cũng như hắn, đứng về phía kẻ mạnh. Tất cả các người đều như nhau, một lũ quan lại sâu bọ bức hại dân đen. Đã vậy thì tôi cho anh hay, nếu anh mà làm tới, tôi sẽ không để anh nữa. Tôi sẽ cho anh đi đời theo hắn, một lũ tham quan ô lại. Cứ cho là khi trước anh là dân đen, bị ức hiếp là kẻ yếu thế, nhưng mà kẻ mạnh bây giờ là anh đó. Anh đứng trong bóng tối, dùng ma thuật hắc ám đi hại người. Tôi sẽ cho anh thấy quan lại cũng có dám bị được, không phải ai cũng như anh nghĩ. Nếu vậy thì từ nay trở đi tôi với anh sẽ là đối thủ. Anh có chuyện gì thì đừng trách tôi. Tuy là có người ta tham lam độc ác, nhưng mà họ cũng biết sợ ma quỷ thần thánh, biết quay đầu ăn năn và hối cải. Không tin, tôi sẽ làm mọi cách để cứu thằng nhỏ tội nghiệp này, và tôi sẽ coi như đó là thử thách bản lĩnh quan trường của tôi. Còn nếu không, chẳng thà tôi đừng bao giờ thi đậu làm quan làm gì nữa. Rốt cuộc thì ngươi cũng giống như tên án sắc đẳng mà thôi. Cẩn thận đó, coi chừng ta đó. Có chuyện gì mà ông ta quay lại? Dạ con không biết. Ra ngoài đi. Dạ. Có chuyện gì mà ngài quay trở lại đây? Ta tới đây để nói cho ngươi biết là ta đã biết ý định của ngươi. Chắc ngươi thắc mắc tại sao ta biết. Bởi vì năm xưa ta cũng đã từng làm giống ngươi, nhận bài của tên tử tù rồi bỏ mặc cho hắn chết. Có lẽ bây giờ ta đang bị quả báo.
Ý của ông là ta đã làm đúng như những gì ngươi đang làm, giếm tiền của tên tử tù rồi lơ đi. Kết quả là bây giờ con ta như bị ma ám, suốt ngày cứ chỉ mặt ta tố cáo chuyện xưa, mà chuyện này không ai biết hết, chỉ ngoài trừ ta thôi. Nếu biết sợ thần thánh hay dai thì đừng đi theo vết xe đổ của ta. Ông tính đem chuyện ma quỷ ra để hù ta, tưởng ta sợ sao? Ta không có hù ngươi, ta chỉ kể chuyện cho ngươi nghe thôi. Cứ quan sát con ta rồi ngươi sẽ biết. Không lẽ chuyện nghiệp báo là có thật? Nếu vậy ta giết mớ bạn này thì sau này con ta cũng... Ông này chức cao bổng hậu hơn mình mà còn bị làm ra như vậy, huống chi chức quan còn con như mình. Linh! Dạ. Dạ, quan kêu con. Ngươi cầm số bạc này trả cho quan án và lên quan phủ báo rằng con quan án bị tâm thần bất định, gây tai nạn chứ không có ý giết người, rõ chưa? Dạ. Không lẽ tình cử hiền nói đúng, con người vẫn có lòng chắc ẩn, vẫn biết sợ trời đất? Không, đó là do hắn ta sợ bị báo thù, chứ không phải hắn ta ăn năn. Ta phải tiếp tục báo thù, ta phải tiếp tục báo thù. Em rồi, thả nó ra đi. Nhân ơi, Nhân ơi, anh đâu rồi? Anh có ở đây không? Anh đâu rồi? Anh ra đây đi. Sao hả? Đã kiếm mọi cách để cứu chữa vẫn không được đúng không? Tôi đã nói với anh rồi, lão già đó phải đau khổ tới chết. Làm sao để cho thằng nhỏ tỉnh lại? Anh nói đi. Tại sao tôi phải nói với anh? Thầy tôi từ trước rồi, anh còn muốn gì nữa? Quá trễ rồi, tôi muốn lão ta phải nhìn thấy con lão ta chết. Anh đừng để tôi phải hại anh. Tôi nói cho anh biết, chỉ cần được hiểu cô ở mộ thôi thì vĩnh viễn cuộc đời này anh sẽ không đầu thai được. Anh nhắc tôi nữa hả? Anh nên nhớ tôi là một con ma. Chỉ có một cách, muốn cứu thằng nhỏ cha nó phải ra đầu thú. Nếu nói ra thì lão ta sẽ đi tù. Anh cá không? Tôi dám cá là ông thầy đạo đức giả của anh sẽ không dám làm điều đó. Anh nói cái gì? Ra đầu thú? Nhưng anh không được chỉ đường cho lão ta. Nếu anh chỉ ra một câu, anh sẽ chết ngay lập tức. Nói cho anh biết, anh đã thi đậu rồi, chết sớm quá sẽ không thể làm quan để ăn hối lộ đâu. Tiếc lắm đó. Làm con người thấy chết mà không cứu, thấy thầy tôi gặp nạn mà không thể nào đền ơn đáp nghĩa được thì có làm quan cũng hỏng thôi, và suốt cả cuộc đời này sống dằn vặt lương tâm mà thôi. Ngươi! Con nói sao? Thầy phải ra đầu thú à? Người bạn hôm trước đi cùng với con chính là người đó. Hèn gì đêm đó thầy hãy tha lỗi cho con không còn cách nào khác phải dẫn anh ta về nhà thầy.
Nhưng nếu không cho thì anh ta cũng bám theo. Con nghĩ là thà mình chủ động còn hơn. Nhưng không ngờ thi cử cứ kéo dài ra, khiến cho con trở tay không kịp. Đó là nghiệp chướng ta gieo, ta phải gặt. Con cần phải tự trách mình. Thì ra âm hồn của người đó muốn ta ra đồng thủ. Còn về phần em nhân, thầy chỉ cần đi lấy xương cốt của người tử tù năm xưa đem đi cải táng và xây cất đàng hoàng thì em nhân sẽ khỏi bệnh. Thật ra anh không nói tôi cũng sẽ từ quan lui về ở ẩn, ăn năn hối lỗi. Năm xưa tôi có lỗi với anh, nay tôi xin tạ tội. Xin anh hãy tha cho con tôi. Tôi hứa sẽ an táng anh đàng hoàng. Mong vong hồn của anh được siêu thoát. Tiếp chiêu của đệ đi chứ. Đệ ra tay nhanh quá sao mà đỡ kịp. Ta chịu. Sao vậy huynh? Ngày nào cũng đèn sách thôi, đâu có liền gió. Khoan đã, huynh nhìn kìa, ông đó có vẻ lạ lắm. Ờ ha, nhìn cũng lạ. Qua đó xem. Xin cho hỏi, con chim này là con chim gì vậy? Chắc là để nuôi lấy tiếng, chứ không phải là để ngắm. Tại vì nhìn con chim này không được đặc sắc. Chim này không phải để ngắm, mà cũng chẳng phải để nghe. Nếu nói để ăn thịt đó, thì cũng nhỏ quá, bỏ bụng cũng chẳng dính kẻ răng nữa. Chim thần ăn đâu cần cầu no. Chim thần hả? Nếu như nó không cầu no thì cầu gì? Ai ăn được chim thần này sẽ được làm vua. Làm vua? Nói vậy, nếu như cả hai huynh đệ chúng tôi cùng ăn thì cả hai cùng làm vua hả? Ta nói như vậy, tin hay không là tùy các ngươi. Vậy con chim này là bao nhiêu tiền? 4.000 quan, không thêm không bớt. Đưa về nuôi đúng 3 tháng 10 ngày mới được ăn. Chỉ cần ăn một miếng, tự khắc phú quý sẽ trùm thiên hạ. Vậy ông có chắc là anh em tôi đều được làm vua không? Đã mua thì không được ngờ, đã ngờ thì được mua. Không phải có tiền là mua được con chim này đâu. Cũng không phải đã mua là ăn được thịt chim. Phải có duyên, có số, phải có tài. Chim này thì đằng nào cũng không thể dành cho kẻ tầm thường được đâu. Hai người về đi. Ông nói có thật không vậy? Ông ta đã nói, đã mua thì đừng ngờ đâu mà. Ông Quỳnh nhìn kìa. Ủa, ông mới đó mà, đi đâu mất tiêu rồi?
như ông đó ông lừa mình thì sao? Huynh thì thấy ông thật, ông rất bất cần, đệ không thấy sao? Thì ông muốn lừa mình, ông phải làm như vậy chứ. Vấn đề là ông không có kêu mình mua. 4.000 quan lận đó. Nếu như mẹ biết mình lấy 4.000 quan tiền để mua con chim đó, mẹ chửi mình chết. Đệ muốn làm vua thì phải nghĩ lớn, đừng có lèm bèm nữa. Vấn đề ở đây là làm sao mình lấy tiền trong rương của mẹ mà mẹ không biết. Huynh muốn có con chim đó. Hai đứa mua con chim xấu quắc này đó hả? Muốn mua chim sao không nói mẹ mua cho? Không đâu mẹ, con chim này không phải là con chim thường đâu. À, con muốn từ nay Võ Xuân không làm việc gì ở trong nhà mà phải lo cho con chim này. Xuân ơi Xuân. Nè nè nè, con Xuân không làm gì hết, chỉ lo cho nó thôi đó hả? Vậy là nó hơn mẹ rồi đó con. Nói cho mẹ nghe coi, con chim này có cái gì mà quý giá dữ vậy? Dạ, cậu kêu con. Ờ, tụi ta có chuyện về nhà vài ngày, phải trở lại trường. Con chim này ta giao phó cho người. Phải, cho ăn uống đầy đủ, tắm rửa kỹ càng, tuyệt đối canh chim không được lơi mắt. Ngoại trừ mẹ của ta thì không cho ai được phép đụng vào. Nếu có chuyện gì phải báo ta ngay lập tức. Ngươi phải chăm lo cho con chim này cho tốt. Sau 3 tháng 10 ngày ta sẽ thưởng cho ngươi 3.000 quan tiền. Nhưng nếu làm cho nó chết hoặc là bay mất thì ta quyết trị tội không tha. Nè 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 nè, nói cho mẹ nghe coi, cái con chim này nó quý giá chỗ nào? Nếu không thì mẹ đành phải nghĩ hai đứa con của mẹ học quá nên quá khùng rồi đó. Ừ. Mẹ ơi, chỉ cần mẹ phụ con chăm sóc nó thì sẽ có ngày mẹ sẽ tha hồ hưởng phúc. Dạ, dạ, hai cậu cứ yên tâm đi học, để con chim này cho con chăm sóc cho. Ừ. Nhìn thần thái của sư phụ á, có vẻ là sư phụ biết được một điều gì ảo diệu lắm đây. Ta vừa bấm độn, biết được ở phía nam có một con chim quý. Ai ăn thịt được con chim đó sẽ được lên làm vua. Ta sẽ tìm được nó sớm thôi. Ăn thịt chim sẽ làm vua. Vậy sư phụ mau mau đi tìm nó đi. Việc nhà đã có đệ tử lo rồi. Sư phụ á mà làm vua là đệ tử được thêm lấy. Tao vậy hả? Mang hết đất đai ruộng vườn nhà cửa, ta sẽ không cần trở lại đời sống này nữa. Còn ngươi, tìm chỗ nào lánh thân, ở đó đợi ta. Sau khi ta đăng cơ rồi, sẽ có chỉ dụ tìm ngươi sớm thôi. Thần tuân chỉ, thưa bệ hạ. Ngày nào cũng như ngày nấy, không có gì mới lạ. Thiệt là chán chường. Bà chủ ơi, bà chủ coi nè, con chim á càng ngày càng tròn, lông nó mượt hơn so với lúc mới đem về á bà. Mượt thì đã làm sao chứ, ta ghét cái màu xám xịt của nó nhất đó. Được có hai thằng con thì cứ vắng nhà biền biệt hả. Lúc về á thì không lo làm cho mẹ vui, chỉ lo chăm bẩm con chim này. Trời, con thấy bà là sướng nhất rồi, không có ai được bằng bà hết á. Bà không phải làm gì cũng không có việc gì phải lo toan hết á. Ngươi thử không phải làm gì, không phải lo toan thử coi có sướng không. Xin chào, làm ơn cho tôi hỏi thăm. Dạ, có gì không? Tôi là thương buôn, muốn tìm kiếm khách hàng để buôn bán. Ở đây tôi thấy
Nhà kính cổng cao tường, chắc là giàu có lắm. À, vậy anh tìm đúng người rồi. Bà thích mua đồ nữa, tôi nghĩ là bán được á. Trong nhà có đàn ông không? Ủa, mà anh hỏi với chi vậy? À, tôi hỏi để tiện buôn bán thôi. À, bà chủ tôi có hai đứa con trai, mà hai cậu đi học rồi, không có ai nhà hết á, có tôi với nhỏ người làm không à. Vậy phiền anh vô nói với bà chủ giúp tôi. À, được. Dạ, thưa bà chủ. Chuyện gì đó? Dạ, có người tặng quà cho bà chủ. Hả? Cái gì? Ai có quen biết gì không mà tặng quà cho ta? Dạ, ổng là một thương nhân từ xa, nghe danh bà chủ lặn lội tới đây tìm. Nghe danh ta? Dạ. Ta thì có danh gì chứ. Ổng đâu rồi? Dạ, ổng ở ngoài bà chủ. Bà chủ, cho vô bà chủ. Bà chủ ơi, hai cậu không có ở nhà, mà hai cậu dặn con á phải chăm sóc con chim này cho kỹ, không có cho người lạ vô, lỡ có chuyện gì rồi sao bà chủ? Cho vô. À, dạ. Mời chàng vô nhà. Nàng vô đi. Chàng ngồi đi. Sao mình không có ưa cái tên này? Nhìn cái cách đáng ngờ lắm nha, dám kêu bà chủ bằng nàng. Đã vậy còn hỏi con chim của mình nữa chứ. Trời, lỡ hai cậu mà biết được chuyện này á là mình chết. Phải đem con chim tuốt ra sau nhà, rồi mình kêu ông ấp canh phụ mình. Đẹp quá. Màu này đẹp thiệt đó chàng. Đẹp là nhờ được ướm lên người của nàng. Chàng nói quá rồi. Xưa nay người ta chỉ nói người đẹp nhờ lụa, chứ có ai nói lụa đẹp vì người bao giờ đâu. Vì người đặt ra câu đó không nhìn thấy nàng lúc này. Miếng lụa này nếu không phải là nàng, thì dẫu có là hoàng hậu Dương Phi cũng là đồ bỏ. À, thiệt sao chàng? Vậy tới bây giờ thiếp mới được gặp chàng, có nghĩa là thiếp đã phải chịu mặc đồ xấu, đeo trang sức xấu bao nhiêu năm nay rồi sao? Xấu thì không xấu, nhưng từ nay nàng sẽ là xu hướng. Tất cả đàn bà phụ nữ hễ nhìn thấy nàng là đều bắt chước theo nàng. À, thiếp thích như vậy lắm. Chàng ơi, chàng ở lại đây bao lâu vậy? Tùy nàng muốn ta ở lại bao lâu. Vậy chàng ở lại đây lâu lâu nha. Được lựa đồ nè, được nói chuyện với chàng, thiếp thấy vui gì đâu á. Trời ơi, bà chủ hơn ổng cả chục tuổi mà cứ thiếp thiếp chàng chàng, ghê quá à. Hai cậu chủ về mà biết được thì sao trời. Phải dè chừng coi hắn có mục đích gì khác không. Đẹp quá chàng ơi. Nàng ơi, một mình nàng ở trong ngôi nhà rộng lớn vậy, chắc là quạnh quẽ lắm. Còn phải nói, bởi vậy thiếp chán đời, tối ngày ra vô, ngoài mua sắm ra thì chẳng còn niềm vui nào khác. Nhưng mà giờ gặp được chàng, vui thiệt là vui. Sao nàng không trồng bông trồng hoa, hay là nuôi chim thú cho nó vui? Ba cái đó mà vui cái gì, giờ giấy muốn chết hả? Nghe nói nhà nàng có con chim quý lắm, sao ta không thấy? Có, nhưng mà không phải của thiếp. Hai thằng con của thiếp đi mua ở đâu về á, rồi cắt cử riêng một đứa tớ gái để trông coi. Mẹ nó thì bỏ bù lăng bù lóc, còn con chim xấu xí đó thì được chăm bẩm từng chút một. Bởi vậy thiếp chán dữ lắm. Chắc hẳn là con chim quý lắm. Nàng cho ta xem qua được không? Được chứ, chuyện đó dễ mà. Xuân. Dạ. Vô ta biểu.
Dạ, ba gọi con. Ừ, người đem con chim vô đây cho ta. Dạ bấm bà, không có được. Trời ơi, con nhỏ này, bà kêu mày mau đi ra, đem con chim vô đây. Dạ bấm, hai cậu dặn con như thế nào á thì bà cũng biết rồi đó. Tuyệt đối không cho người lạ nhìn ngó con chim. Lỡ có gì á, tánh mạng con khó toàn. Con không dám đâu bà ơi. Con nhỏ này, muốn làm mất mặt ta sao? Ta kêu đem vô ta coi. Dạ bẩm bà, nếu có một mình bà thì đâu cần kêu con. Mà ngặt nổi, có người lạ ở đây nên... Ngươi... Thôi, nàng đừng ép nó. Dù sao, nó cũng nghe lời chủ thôi mà. Cứ đi đi, đi đi. Cái nhà này riết rồi loạn hết à. Hai đứa con, rồi bây giờ kẻ ăn người ở cũng phản mình nữa. Chàng coi đó, thiếp cô đơn lắm. Chàng ở lại đây với thiếp lâu lâu nha. Nàng đừng lo, từ nay sẽ có ta ở bên cạnh nàng. Sao mà lâu dữ vậy? Làm người ta chờ muốn chết luôn hả? Ủa, sao vậy chàng? Bộ có chuyện gì hả? Đúng là có chuyện. Ta không muốn rời xa nàng. Nhưng... Rời xa? Chàng sắp đi sao? Ta sắp đi xa rồi. Cho nên ta tới đây để từ biệt nàng. Không được. Không đời nào. Không gặp thì thôi. Bây giờ gặp chàng rồi, chàng bỏ đi như vậy, làm sao mà thiếp sống nổi? Suy đi tính lại, ta thấy sống lang bạc kỳ hồ quen rồi, nay tự buộc mình vào một chốn không quen. Nàng thương ta, nàng hiểu cho ta, nhưng còn con nàng, rồi người ăn kẻ ở trong ngôi nhà này, họ đâu có xem ta là người đàn ông của nàng. Đứa nào không chấp nhận, thiếp đuổi hết. Nhà này là nhà của thiếp mà, chàng lo gì chứ. Nhà của nàng thì đúng rồi, nhưng chỉ một chuyện cỏn con như vậy. Nàng biểu tụi nó đem con chim lên cho ta xem, mà tụi nó không chịu làm. Huống gì... Mà thôi, ta không muốn làm nàng khó xử đâu. Từ biệt nàng. Chàng, tưởng gì? Thì ra chuyện đó làm chàng nghĩ ngợi hả? Nếu mà chàng muốn, thiếp làm tới nơi cho chàng coi. Chàng muốn thiếp làm gì? Chàng nói đi. Nàng làm tới nơi gì ta? Ừ. Thí dụ như là làm con chim cho ta ăn thịt, nàng dám không? Chuyện nhỏ, gà thiếp còn mần cho chàng ăn được nữa. Con chim đó nhỏ xíu bằng cái nắm tay như vậy thì có khó gì. Chàng muốn ăn á, thiếp mua nguyên một tá về nấu cho chàng ăn cho đã luôn. Ta không phải là thèm thịt chim, mà ta chỉ muốn nàng chứng tỏ cho ta thấy nàng quyết liệt vì ta như thế nào, để ta suy xét con có nên từ bỏ đời sống giang hồ vì nàng hay không. Vậy tức là chỉ cần chàng ăn được thịt con chim đó thì chàng sẽ ở lại đây đời đời kiếp kiếp luôn đúng không? Ta sẽ gì nè, từ bỏ đời sống giang hồ. Vậy thì trưa mai chàng tới đi ha. Thịt con chim đó sẽ là một món trong thực đơn đãi chàng. Thì xong rồi đó, Quỳnh muốn về thì về đi. Nhìn Quỳnh chán quá. Tự nhiên sáng nay thức dậy ta thấy lo lo làm sao á. Ê, có con cá kìa, mình bắt về ăn đi. Khoan, chim sa cá lụy. Trời không mưa cũng không lụt mà cá nhảy lên bờ. Đây không phải là điềm lành. Để chỉ nghe nói nào giờ thôi. Bữa nay mới được tận mắt chứng kiến. Mình phải xin thầy về nhà gấp. Con về rồi nè mẹ. Mẹ ơi, mẹ. Cậu ơi, cậu. Con Xuân nè cậu.
Hai cậu, hai cậu ơi, con Xuân nè. Hai cậu. Sao vậy? Dạ, dạ xin hai cậu tha cho con. Con cố hết sức rồi, còn mang cái lồng chim đi giấu nữa, mà cuối cùng con buộc phải đem ra, không thôi là bà giết con chết luôn á. Thôi được rồi, nhìn người ta cũng đoán được phần nào, ai nỡ trách. Bây giờ bà nghe lời ông đó lắm, không ai nói được đâu hai cậu ơi. Nói tóm lại bây giờ con chim đang ở đâu? Dạ đã bị giết, đang kho dưới bếp á, đợi ổng qua ăn. Còn bà thì đi đón ông ta rồi hai cậu ơi. Bây giờ sao đây Quỳnh? Còn tính sao nữa, huynh đệ mình chia nhau ăn. Dạ. Ờ. Ngon quá đệ huynh. Sao tự nhiên ta thấy người ta bay bổng, đầu óc ta minh mẫn và sáng suốt hẳn ra. Vậy là hiệu nghiệm rồi đó. À. Để sao vậy? Đại huynh. Hả? Tự nhiên để thấy trong người để khỏe khoắn, sức lực tràn trề lắm. Vậy là đã có hiệu nghiệm. Nhưng mà đại huynh. Hả? Lỡ bây giờ mẹ về thì sao? Còn sao nữa, đi trốn thôi. Theo như lời con Xuân kể thì mẹ đã ăn phải bùa mê của lão đó. Giờ chúng ta ăn hết phần của lão, chắc chắn mẹ sẽ không tha. Nhưng mà còn con Xuân nữa, bây giờ phải làm sao? Thì huynh đệ mình cho con Xuân một ít tiền để đi kiếm chỗ khác, vì con Xuân nó không thể ở trong căn nhà này nữa. Có lý lắm. Vậy thì bây giờ mình trốn lên nhà của thầy đồ ha? Không được. Nếu mình trốn trong nhà thầy đồ thì trước sau mẹ cũng sẽ tìm ra huynh đệ mình để mà trị tội thôi. Theo ta nghĩ, chúng ta phải đi một nơi thật xa, đợi khi nào mà mẹ nguôi giận thì hai chúng ta sẽ về tạ tội. Hay lắm. Chứ mà ở nhà để mà gặp được thằng cha đó để giết chả chết. Quyết định vậy đi. Khốn kiếp, hai đứa con của nàng dám hút tay trên con chim của ta. Chàng à, xin chàng bình tĩnh. Thiếp xin lỗi chàng, hai đứa con của thiếp thiệt là quá đáng. Ăn mất thịt con chim của chàng mà còn viết thư để lại khuyên thiếp phải dừng lại chuyện tình cảm với chàng nữa nè. Đúng là ngỗ nghịch thiệt mà. Ta mà bắt được hai đứa nó, ta sẽ giết tụi nó không tha. Trời, cái gì mà dữ vậy? Chỉ là một con chim nhỏ xíu thôi mà chàng. Xin chàng bớt giận đi, để thiếp kêu người chạy ra chợ mua cho chàng một con chim khác bự hơn, thậm chí 10 con hay là 100 con cũng được nữa. Nàng đừng có lải nhải nữa, ta không muốn nghe. Nàng cũng biết là con chim nó quý như thế nào không? Trời ơi, cơ hội làm vua của ta bị hai đứa con nàng cướp mất rồi, cướp mất rồi. À, cái gì? Ai làm vua? Chẳng lẽ chỉ vì bị mất con chim đó mà chàng nóng giận tới phát điên rồi hả? Thôi được rồi, bây giờ chàng vô nghỉ ngơi đi, để thiếp làm vài món ngon cho chàng tẩm bổ ha. Phúc ra. Nàng tưởng ta yêu nàng thật lòng sao? Nàng tưởng? À không, bà tưởng bà còn đủ sức để quyến rũ đàn ông sao? Sở dĩ tôi tới đây tiếp cận bà là vì con chim quý đó. Bây giờ con chim nó không còn nữa, bà đã hết giá trị lợi dụng rồi, bà đừng làm phiền ta nữa. Không, chàng ơi, chàng đang nóng giận quá cho nên mới nói vậy thôi, chứ chàng cũng còn yêu thiếp mà đúng không? Chàng bỏ qua cho thiếp lần này đi, thiếp hứa là sẽ hầu hạ chàng tốt hơn mà, nha chàng. Phu là, bà hãy lấy gương ra soi kỹ cái mặt bà lại đi. Tôi với bà tuổi tác quá chênh lệch mà, bà đừng có nằm mơ nữa, không có ngày gặp lại đâu. Chẳng lẽ mình già thiệt rồi sao? Qua đó mà nghỉ đi. Dạ. Yeah.
Mệt quá. Nghỉ xíu đi, huynh mệt lắm rồi. Hai tên thanh niên trai tráng mà tại sao lại nằm ngủ mê man ở đây? Cả hai đều có tướng làm vua. Vậy thì ta phải mau mau đem về cung đình cho nó làm vua mới được. Nhưng mà như vậy thì dễ dàng quá đâu có được. Muốn được nể trọng thì phải được tôi luyện và chứng tỏ tài đức của mình thì thần dân nó mới nể trọng chứ. Như vậy á thì ta phải kiếm chỗ nào dầu sôi lửa bỏng. Ta thả hai chàng trai trẻ này xuống cho nó tôi luyện mới được. Hồ Biên! Đây là đâu? Tại sao ta lại ở đây? Ta đang nằm ngủ dưới gốc cây ở trên đỉnh đồi kia mà. Thiện ơi, Thiện, Thiện ơi, có ai nhà không? Có ai nhà không? Có ai nhà không vậy? Chào bá. Cậu là ai? Cậu tìm tôi có việc gì? Lão bá, con không biết tại sao con lại ở đây nữa. Con còn nhớ là con đi chung với một người em. Tôi nghe giọng cậu rất là lạ, không phải là người vùng này. Vậy cậu từ đâu tới đây? Con... Nhưng đây là đâu vậy lão bá? Đây là Tây Quốc. Hả? Tây Quốc? Ừ. Tại sao con lại lạc tới Tây Quốc? Cậu tới đây được bằng cách nào? Con cũng không biết nữa. Rắc rối rồi đây. Tôi thấy cậu chắc cũng là đổi lã rồi. Thôi bây giờ cậu ngồi đây đi, tôi vô tôi kiếm chút gì cho cậu ăn. Cũng không có gì nhiều đâu, đang mất mùa cho nên đói kém lắm, loạn tới nơi rồi. Cậu ngồi đi. Dạ, đa tạ lão bá. Quên. Đại Quân, Đại Quân ơi, Đại Quân, Đại Quân, Đại Quân ơi, Đại Quân. Đại Quân ơi, Đại Quân, chạy đi. Chạy đi. Đây, 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 có chuyện gì vậy? Anh đi. Nè. Đây, 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 đây. Nè, nè, cho tao hỏi có bình chuyện tĩnh, gì vậy? Mày bình tĩnh, mau chạy đi, chết tới nơi bây giờ. Tại sao? Tại sao cái gì nữa? Chẳng tin. Chạy đi, chạy. Trời ơi, chạy đi. Coi, học trò Bạch Diện thư sinh mà cũng giỏi giang quá chứ. Con làm được mà lão bá. Nhưng mà con ước gì có việc gì làm công để đổi gạo cho lão bá đỡ cực hơn. Con cũng thấy rồi đó, đói kém mất mùa ai cũng khổ, đâu có còn làm được cái gì mà thuê mướn ai, đành phải lên rừng chặt củi bán thôi.
con ngồi ở đó chặt củi à. Chết tới nơi rồi, đi thôi. Ủa đi đâu? Đi lên kinh thành đòi bọn gia lại, trả lại của cải cho dân nghèo. Tụi nó chỉ biết dơ vét tư túi mà thôi. Dân các đàn xã kéo đi đông lắm, chỉ có cách đó thôi, dân đen mình mới sống được. Lão Bá, vậy thì mình cùng đi. Đi đâu trên đường tới đó con gặp được em con. Được, dù sao cũng đã cùng đường rồi, ta đi với con. Có điều con là người xứ lạ, trên đường đi loạn lạc khôn lường, ai có hỏi á, con cứ nói con là con của ta. Dạ, con mang ơn lão Bá. Ừ, cha con không may mất sớm. Nếu như lão Bá không chê thì cho con xin được nhận lão Bá làm cha nuôi nha, để sau này tiện bề chăm sóc. Ta thân già cô đơn, đột nhiên bây giờ có một đứa con khôi ngô tuấn tú, lại văn hay chữ tốt như thế này, còn gì tốt hơn nữa chứ. Mình đi thôi cha. Đi. Được. Đi cha. Sư Huynh ơi, Sư Huynh. Thanh kiếm có vẻ vừa tay ta đây, cứ cầm theo, chắc chắn sẽ có lúc hữu dụng. Đại Huynh ơi, Đại Huynh, Đại Huynh ơi. Người phải cố gắng nha chủ soái, tôi sẽ tìm mọi cách để đưa người về doanh trại. Người phải cố gắng sống để cùng dẫn dắt nghĩa quân. Cố gắng lên chủ soái. Con đã nói, tôi chỉ là người dân bình thường thôi. Sao ngài ấy trúng tên vậy? Không giấu gì hai người, đây là thủ lĩnh của quân khởi nghĩa, bị lính triều đình truy sát, cho nên chủ soái của ta mới bị thương nặng. Coi như kế hoạch bị tan tành. Cho hỏi, kế hoạch của các vị là sao? Kế hoạch của chúng tôi là chiêu mộ dân nổi loạn ở tứ xứ, rồi mới tiến về kinh thành hỏi tội bọn du quan tham tàn. Chuyện là vậy, quân của triều đình là dân được đào tạo bài bản, vũ khí kiếm giáp đầy đủ, nên muốn đánh thắng phải có chiến lược và chiến thuật đàng hoàng. Nếu cứ dậy xông lên, khác nào đâm đầu vào chỗ chết. Ta chỉ là võ tướng bình thường thôi. Nếu ngươi có cùng ý chí, hãy cùng ta về doanh trại giúp ta được không? Tướng quân, để tính sau đi. Trước mắt hãy đưa chủ soái của anh về doanh trại nhanh để chữa trị. Đúng rồi, hai người giúp ta nha. Cứ như vậy, chúng ta tiến gần về kinh thành. Quân đi tới đâu, chiêu binh mãi mãi tới đó. Nhưng trước mắt, chúng ta hãy tìm một nơi để đóng quân. Nhưng điều quan trọng nhất là phải bảo toàn lực lượng tới khi quân ta hùng mạnh. Lúc đó, chúng ta sẽ chống trả với quân triều đình. Phải có kế sách rõ ràng như vậy, ta mới mong địch lại quân triều đình chuẩn bị lực lượng. Dạ. Tiến lên. Dạ bẩm tướng quân. Nói đi,
Hiện có mấy trăm người từ các làng kéo tới xin gia nhập. Tốt lắm, lực lượng của ta đang hùng mạnh. Ta tính như vậy, chủ soái đang bị trọng thương, không biết có bình phục được hay là không. Quân không tướng như rắn mất đầu. Ta thấy vậy, tạm thời ta phong anh bạn này làm chủ soái, dẫn quân về kinh. Các ngươi có đồng ý không? Chủ soái, 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 chủ soái. Đa tạ mọi người đã ủng hộ ta, ta quyết sẽ không phụ lòng mọi người đâu. Chủ soái, chủ soái, chủ soái, chủ soái, chủ soái. Hy vọng trong chuyến đi tới kinh thành lần này, ta sẽ tìm được đứa em thất lạc của mình. Ngài yên tâm, chúng tôi sẽ tìm giúp cho ngài. Quán, đó kìa. Quán ơi quán, gì? Con Trần Tinh nó đang nằm im, hình như là nó chết rồi. Nó chết rồi, nó chết rồi. Nó chết rồi. Nhưng mà quan, con chàng Tinh này chết, còn chàng trai này chắc là người giết chàng Tinh. Rồi sau khi con chàng Tinh chết, chàng trai này cũng chết luôn. Vậy cũng tốt. Quan, chàng trai này chết sao tốt? Ta là người phát hiện ra hắn đầu tiên. Ta có công đầu, và ta sẽ đem cái đầu con chàng Tinh này về dâng lên đức vua để mà lãnh thưởng. Ủa quan, 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 ai lãnh thưởng quan? Ta chứ ai. Ủa sao ngộ vậy? Người giết chết chàng Tinh là chàng trai này, đâu phải là quan đâu. Đáng ra mình làm báo cáo lên triều đình là chính chàng trai này đã giết con chàng Tinh, rồi báo lại cho gia đình của chàng trai để họ được nhận thưởng hậu hĩnh. Người đúng là một người tốt. Dạ, tốt thì không nên sống lâu. Ngươi xuống âm phủ mà tìm gia đình hắn. Còn bây giờ ngươi thật tài giỏi, ta không ngờ ngươi mà lại võ nghệ cao cường như vậy. Vậy là đất nước thoát đại nạn rồi. Dạ, tất cả là nhờ hồng đức của hoàng thượng. Ta sẽ làm đúng lời hứa. Truyền, chuẩn bị hôn lễ linh đình để ta gả con gái ta cho ngươi. Dạ, tạ ơn hoàng thượng, tạ ơn hoàng thượng. Bẩm chủ soái, vua hoàng đã khiếp vía trước quy danh của nghĩa quân. Lớp đầu hàng, lớp bỏ chạy toán loạn. Được, được. Nhưng càng tránh khỏi cảnh đầu rơi máu chảy thì càng tốt. Những tên nào mà xin hàng thì tha cho về đoàn tụ với gia đình. Đa tạ chủ soái đã xả thân cùng chúng thần trong cuộc chiến tranh chính nghĩa này. Nay đã giành được đất nước về cho dân nghèo, xin được tôn chủ soái thành hoàng đế. Quỳ xuống. Hoàng thượng giảng ơi. Được, ta cảm ơn các ngươi đã tin tưởng, ta sẽ không phụ lòng các ngươi. Ta không có con trai nói giỏi, nay con ta được người chồng anh dũng, ta mừng lắm. Nếu con chứng tỏ được tài năng đức độ, sau này ta trăm tuổi, ta sẽ nhường ngôi lại cho con, chàng rể của ta. Đa tạ phụ hoàng. Bẩm tấu hoàng thượng, có một chàng trai trẻ tự xưng là người giết chàng Tinh, xin được cầu kiến hoàng thượng. Lão sược, ta là kẻ giết chàng Tinh, kẻ nào dám lộng ngôn? Dạ bẩm, không biết làm thế nào mà lính coi thành lại cho hắn vào tới đây ạ? Cho hắn vào.
Dạ. Nếu là kẻ xảo trá dựng chuyện thì chém đầu không tha. Vâng lệnh quan thượng. Hạ thần xin bái kiến hoàng thượng. Trẫm miễn lễ. Đa tạ hoàng thượng. Tên kia, ngươi là ai? Kìa, phò mã, bình tĩnh đi. Tôi chỉ tới đây để xin lại mũi kiếm gãy rồi đi. Sao ngài lại nổi giận vô cớ như vậy? Mũi kiếm gãy là sao? Bẩm hoàng thượng, hôm đó thần có giao đấu với chàng Tinh, có đâm vào đầu của nó một nhát, làm gãy một đoạn của thanh kiếm. Chỉ cần xẻ đầu của nó ra thì sẽ biết. Nếu đúng vậy thì ai là kẻ giết chàng Tinh? Bẩm hoàng thượng, chính hạ thần đã giết chết chàng Tinh. Tên này xảo ngôn, hãy chém đầu hắn đi. Xin hoàng thượng hãy cho một người vào đây để diện kiến à. Cho vào. Dạ. Vào đi. Dạ, kẻ hèn xin tham kiến hoàng thượng. Trẫm miệng lễ. Dạ. Thưa quan, chắc quan còn nhớ kẻ hèn này chứ? Dạ thưa hoàng thượng, hôm đó con với quan vào rừng để tìm chàng Tinh. Đến nơi thì con chàng Tinh đã chết, người này thì nằm xỉu kế bên. Thấy vậy quan lớn mới kêu con chặt đầu chàng Tinh về báo cáo láo với hoàng thượng. Nhưng không ngờ quan giết con để diệt khẩu. Cũng may là con không chết, nhờ tráng sĩ này đã ra tay cứu giúp. Thưa hoàng thượng, chính chàng trai này đã giết chàng Tinh chứ không phải là quan lớn đâu ạ. Bẩm hoàng thượng, hắn là tên xảo ngôn. Hoàng thượng đừng tin lời hắn, chính hạ thần đã giết chàng Tinh. Hoàng thượng hãy cho chém đầu hai tên gian thần này đi. Dạ bẩm hoàng thượng, lời con nói là sự thật. Nếu hoàng thượng không tin á thì hãy chẻ cái đầu chàng Tinh ra là sẽ biết. Đồ lão toét hỗn xược, ở đây ai cho người là tiên? Bẩm hoàng thượng, hãy chém đầu hắn đi. Im miệng. Sự việc này ta sẽ suy xét tường tận. Ai có công ta sẽ thưởng theo lời đã hứa, ai có tội ta sẽ xử trảm không tha. Lính. Dạ. Chẻ đầu chàng Tinh ra cho ta. Dạ. Khi quân phạm thượng. Xin hoàng thượng khai ân. Quả nhiên trong đầu chàng Tinh có lưỡi gươm của chàng trai này, bằng chứng vật chứng đàng hoàng. Ngươi còn nói gì nữa không? Dạ, hạ thần biết tội. Xin hoàng thượng khai ân. Xin hoàng thượng hãy tha tội cho hạ thần. Hạ thần biết tội. Ngươi cả gan cướp công của người khác, giết người diệt khẩu, lừa dối luôn cả ta. Tội ngươi đáng chết. Hoàng thượng. Đến đâu? Dạ. Giam hắn vào ngục, chờ ngài xử trảm. Dạ. Dạ. Hạ thần biết tội rồi. Xin hoàng thượng tha tội. Xin hoàng thượng tha tội. Hoàng thượng. Xin hoàng thượng tha tội. Còn chàng trai trẻ, ngươi quả là bậc kỳ tài. Ta sẽ gả công chúa đúng như lời đã hứa. Tạ ơn hoàng thượng. Người đâu, chuẩn bị tiệc rượu để ta thiết đãi tân phò mã. Đúng lệnh. Tạ ơn hoàng thượng. Muôn tâu hoàng thượng, có quốc vương nước láng giềng cầu kiến. Được, truyền chỉ phải tiếp đón thật chu đáo để ban giao được tốt đẹp. Dạ, bẩm hoàng thượng, mọi thứ đã chuẩn bị xong. Truyền lệnh tiếp kiến. Tuân lệnh. Bổn vương nước Lân Bang xin bái kiến hoàng thượng. Thiên đệ. Huynh. Cuối cùng ta cũng gặp được đệ rồi. Gặp lại được huynh, đệ rất mừng. Nhưng có một điều đệ vẫn không hiểu, tại sao huynh đệ chúng ta lại tách ra hai nước như vậy. Và một điều rất đặc biệt, cả hai chúng ta đều làm vua. Vậy mới nói, đúng là trên đời này có nhiều chuyện lạ không thể nói trước được. Chuyện lạ? Con chim khách nói như vậy á là lời của ông đạo sĩ là sự thật. Hiền đệ, dù sao thì chúng ta cũng gặp lại nhau rồi. Ta có một bất ngờ cho đệ. Bất ngờ? Ừ. Bất ngờ gì vậy? Huynh làm đệ nôn nóng đó. Mời mẫu hậu.
Để biết không, từ lúc ta lên làm vua, ta đã đưa mẫu hậu về sống chung với ta để báo hiếu. Nhưng mà mẫu hậu ngày đêm cứ trằn trọc nhớ đệ, ta rất là đau lòng. Nhưng mà hôm nay gia đình chúng ta cuối cùng cũng được đoàn tụ. Mẹ vui mừng lắm. Lúc trước mẹ quá mù quáng, xem chút nữa làm hại hai con, làm gia đình mình ly tán rồi. Để biết không, từ lúc bên tên đạo sĩ đó gạt mẹ không thành, hắn ta còn đi lừa gạt rất nhiều người dân khác. Và sau đó những người dân đó tố cáo lên quan, và quan đã trừng trị hắn một cách thích đáng. Nhắc tới chuyện này mẹ thấy hổ thẹn quá. Kìa mẹ, dù mẹ có làm gì đi nữa thì mẹ vẫn là mẹ của con mà. Và quan trọng hơn hết là giờ đây cả gia đình chúng ta đã sum họp.